Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Và đây với em nào. Chúc mừng năm mới. Không, bây giờ mình sao? Nào. Em thử in thử để cho chị xem. Xin chào các chế. Lâu không lên like ngại, xấu hổ ghê. Xin chào mọi người nhá, chúc chị nhà năm mới khỏe mạnh hạnh phúc. Rồi cảm ơn em Hà Ngọc Thanh. Em xin chào cả nhà. Lâu không lên livestream xấu hổ ấy. Cổ vũ em với nhá. Rồi chào em Mimi, chào Lan Đình. Em chào mọi người nhá. Để anh ơi máy này đi. Em vào bên đấy là nhà anh Trần hay chị? Nhà anh Trần rồi chị ạ. Chia sẻ cái đó. Chắc chia sẻ em một chút xíu, em chia sẻ livestream của mình một chút nhá. Xong thì chúng ta bắt đầu cũng như là hồi trong năm em có nói chuyện với các chế rồi. Cái kế hoạch của em là ra Tết cái buổi live đầu xuân ấy thì em sẽ có quà tặng cho các chế, áp dụng cho khách chia sẻ livestream và thích trang và có đơn ở trong livestream này. Đơn sẽ phải là đơn được in trong cái livestream này ra. Ok chưa ạ? Nghĩa là in ở trong một cái comment của các chị đặt hàng cho hôm nay, chúng ta sẽ có cái máy bên nhà em, nó sẽ in luôn ra. Và in ra thì nó sẽ có ngày giờ cụ thể. Cho nên là chúng ta sẽ yên tâm là chúng ta sẽ không bị sai lệch đi một chút xíu nào cả. Quà tặng thì một lát nữa em chia sẻ xong em sẽ giới thiệu về cái phần quà tặng. Chúng ta sẽ có sự lựa chọn cho quà tặng của mình, chứ không phải là một món quà nào duy nhất. Em sẽ dơ ba cái quà tặng lên, ba cái mã quà tặng lên và chúng ta sẽ ai thích chúng ta sẽ lựa chọn ạ. Mỗi một khách hàng của em trong cái livestream này chúng ta sẽ được một phần quà, được chọn một phần quà nhé, nhà mình nhá. Nhớ hỗ trợ đi em nút chia sẻ livestream ạ. Có đơn trong cái live này là chúng ta sẽ có quà thôi. Và nhớ okay chia sẻ. Cái quan trọng nữa là không phải lo lắng gì, ngoài cái quà tặng ra thì tất cả đơn hàng hôm nay chúng ta sẽ được giá vô cùng sướng, vô cùng đặc biệt. Nhá cả nhà nhá. Chờ em chút xíu em chia sẻ livestream. Em chia sẻ chỉ một xíu xong thôi. Chị nào cũng có quà của ngày hôm nay nhá các chị nhá. Mong là các chị chia sẻ cho em ạ. Có bị mờ không ạ? Nhà mình xem rõ không? Có bị mờ không thì cho em cái ý kiến đi nhá. Bắt buồn thế. Em còn chưa được ăn. Đấy là còn cả buổi chiều ở nhà mình chuẩn bị đấy. Nếu mà để đi với anh nữa thì thôi. Không có dám đòi đi nữa đâu. Nghe như hơi mờ đúng không nhà mình ơi? Hơi mờ đúng không anh? Hòa lấy cái... Em đang lấy máy của em thử xem. Em vào xem là có được không? Định rồi. Lấy cái gì là nâu và mắt quay đi. View thấp hả? View vẫn thấp quá. Chồng em đang bảo view vẫn thấp lắm. Tranh thủ chia sẻ livestream cho em với. Rõ không? Rõ không? Có bị mờ không ạ? Nét chưa ạ? Ôi em cảm ơn cả nhà. Em thấy bên Trung Nhàn đang hơi mờ, bên Nhàn Trần thì thấy ổn hơn. Bên Nhàn Trần 2 thì thấy ổn hơn. Em sắp xong rồi đây. Khách chia đều sang hai bên. Đúng rồi. Một bên hơn 300, bên hơn 200. Thế à? Nhưng mà view vẫn thấp quá. Các chị
cho em xin một lúc chia sẻ nào các chị ơi. Hôm nay các chị hôm là thì đầu năm là khách mới khách cũ, miễn là mình có ở tham gia ở cái livestream này và mình có chia sẻ livestream và chúng ta đều có quà tặng, có đơn nữa là đều có quà tặng nhá, nhà mình nhá. Cho nên là chia sẻ nhiệt tình để mọi người khác, những cái vị khách thật mới nữa vào nhận quà nhà em nhá các chị nhá. Em xong rồi đây, sắp xong. Đầu xuân các chị cứ tặng cho em một lút chia sẻ các chị nha, đừng tiếc gì cả. Đầu xuân năm mới tặng nhau một lút chia sẻ đi ạ. Lì xì đây, lì xì ở nhà nào. Em cũng sẽ được các chị lì xì cho em chút hảo tâm, chia sẻ livestream. Thế thôi ạ. Xong rồi. Váy em nhà đang mặc. À rồi, bây giờ thì em sẽ nói về các cái món quà của chúng ta nhé. Đây anh ơi. Món quà đây. Cái áo mới là xong đâu mà. Ba cái đấy, đâu sẽ để đâu. Chúng ta sẽ có quyền lựa chọn một trong những sản phẩm như thế này nhé, nhà mình nhé. Cái áo này có rất là nhiều màu khác nhau. Cái này thì nó bằng chất cốt tông tăm, bằng cốt tông tăm, cho nên là dễ mặc và thấm hút mồ hôi rất là tốt. Đấy, chúng ta có thể chọn mã này là mã tay von nhé, mã tay von. Và nếu mà chúng không thích thì chúng ta có thể chọn sang mã này là mã tay gen. Ok chưa ạ? Mã này là mã tay gen. Đó, mà cái kiểu này thì dễ mặc và cũng dễ nó co giãn nhiều nên là dễ mặc lắm. Mà nó cũng tương đối hot, trẻ. Rồi nếu mà các chị to, size to đùng, chúng ta có thể lấy cái áo này. Áo này thì các chị mình mùa hè chúng ta mặc quần ngố hay là quần legging ấy, là chúng ta quần ngố legging ấy, là chúng ta phối với cái áo này này, hoặc quần short nữa, mặc dấu quần rất là đẹp. Áo phông nhá, áo phông nhá, phông Dior. Cho đấy, chúng ta có quyền lựa chọn như thế. Đấy là ngoài ra nữa là chúng ta có thể lấy quần sóc. Lấy quần sóc nhà em. Em thì em chuẩn bị rất là nhiều nhưng mà để nó tránh tình trạng bị rối quá. tránh tình trạng bị rối quá nên là em sẽ dơ thế này thôi, thì các chị chọn nhá. Đấy, ví dụ như là cái áo này thì chúng ta gọi báo với nhân viên nhà em là chị lấy áo tăm, áo cốt tông tăm, tay gen hoặc tay von. Ok chưa ạ? Tay von đây. Tay von như thế này. À đây là tay gen. Còn cái như em dơ này là tay von. Chúng nó đều có rất là nhiều màu, đều có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên thì cái kiểu cách của nó tương đối trẻ. Hai là chúng ta lấy áo phông dáng dài, dáng thụ này. Cái này thì ai cũng mặc được ạ. Các bạn S cho đến các chị 2X đều mặc được. Nó là dạng phông thụ, rộng, dáng dấu quần. Nếu mà chúng ta mặc quần short. Còn nếu mà chúng ta mặc em thì em hay phối cái này. Mùa hè em hay mặc như thế này để cảm giác là mình nó rộng, nó thoải mái, nó thoáng này. Hai nữa là bụng ăn no mấy thì no cũng rất là tự tin. Đấy, thì là mùa hè thì em hay mặc cái áo dấu quần như thế này kèm với cái quần ngố. Quần u mì ngố ấy. Đấy thì mùa hè này nhà hay mặc thế thì cho nên là cái này kể cả S nhá cho đến các chị 2XL, nghĩa là từ 40 đến 65 66 ký chúng ta đều lấy được. Nhưng tuy nhiên thì chắc chắn là nó cũng không có nhiều nên các chị size to ấy, các chị size to chắc là sẽ phải tập trung vào cái áo này. Còn các chị size nhỏ thì tập trung vào những cái áo này, nó thời trang hơn. Ok chưa? Em nghĩ thế thôi bởi vì nó không có nhiều đâu. Nếu mà mình chậm chân chậm tay thì mình lại còn cái gì mình lấy cái đấy. Nó thực sự là như vậy. Cái này thì em có vài chục con thôi. Đó. Thế cho nên là mình chú ý hộ em. Ngoài ra chúng ta có thể không lấy những áo này, chúng ta lấy quần short. Ok chưa? Em qua tặng các chế mỗi người một món quà như thế. Ngoài ra nhá, chúng ta đều có quà tặng đi kèm vào sản đều quà đơn hàng của chúng ta đều được có quà tặng này đi kèm vào đơn hàng. Hai nữa là quà tặng rất là đặc biệt nữa. Là đồ hãng em bán giá âm một mã.
một mã em bán giá âm, ngoài ra các mã còn lại giá gì cái gì còn lại một sót em sẽ xả thật rẻ cho các chị dưới giá gốc của em. Cái gì mới về thì em sẽ bán giá hòa. Ok chưa ạ? Nghĩa là buổi tối hôm nay là phục vụ các chế thôi chứ không có tính chuyện lời lãi ở đây. Tuy nhiên thì không phải là nó quanh năm làm ăn như thế được, làm ăn như thế là không sẽ không làm được. Nhưng mà hôm nay là một buổi đầu xuân và em chỉ mong rằng là mọi người đến với em thật đông vui thôi. Ngoài ra em không còn cái gì cần hơn nữa, chỉ cần là thật đông vui thôi. Cái đông vui, cái khởi sắc đầu tiên thì thật là cần nhất, chứ cái tiền nong thì lãi đời tính sau. Ok chưa ạ? Nha, rồi quà tặng em đã công bố đầu livestream và chúng ta chú ý hộ em là em xin các chế lúc chia sẻ livestream một lần trên trang cá nhân ạ, ba hội nhóm ạ, tối thiểu ba hội nhóm giúp em ở bất kể trang nào, và nhớ hộ em là đơn hàng của chúng ta đều được in ở cái máy in ra, mỗi cái comment của các chị đều được in ở máy in ra, và nó có thời gian yêu cầu đơn hàng có trong cái livestream này, chứ không yêu cầu những cái đơn hàng đặt trên tường, đặt trong Messenger rồi gọi điện sau thì sẽ không có quà tặng đi kèm. Nhà mình thông cảm nhá. Ok chưa ạ? Cái quy định của em rất là rõ ràng, và em một phần lần nữa em giơ cái quần shop và chúng ta có thể chọn nhá. Quần short này thì hình như là nó cũng có size nhưng mà nó không được thoải mái, không được nhiều, nó có ít ít à. Đây, quần short này năm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ sổ lồng nhỉ, đúng không? Năm nay chúng ta sẽ sổ lồng, không đi du lịch rồi. Đó nhá, có size MLX S cũng được. Rồi, quần short quà tặng đấy ạ. Nữa ạ. Nhá các chị nhá. Rồi, chúng ta báo với nhân viên nhà em rằng là chị muốn lựa chọn sản phẩm nào đó cho quà tặng của mình thì báo với nhân viên nhà em sẽ lấy cho các chị. Khi nhá, mình có đơn thì mình sẽ okay, được nhớ là có đơn. Quà tặng đó. Nhưng quần short này đều có túi hết nhá. Đó. Kẻ đấy ạ. Rồi. Màu có nhìn thấy trắng nữa nhạc nha. Màu hồng nữa. Đó. Quà tặng của em là áo cốt tông tâm tay gen, hoặc áo cốt tông tâm tay von, hoặc áo phông dấu quần. Áo phông Dior dấu quần, hoặc quần short các màu như thế này các chị nhá. Đó, mình chú ý hộ em là nói chung là những cái này toàn đồ đẹp thôi. Nhưng cái quần short này là của hãng, em mua được của họ, mà kiểu như là mua set của vest đấy, set của vest đấy, nhưng mà cái thì còn áo, cái thì còn quần, cái thì không còn quần, cho nên em phải loại bỏ quần ra và em làm quà tặng cho các chị. Áo thì em bán rời rồi. Đó. Nó là của set vest đó. Rồi, chương trình như thế đấy ạ. Em bố chị em thông báo rất là rõ ràng. Và cái váy đầm đầu tiên của nhà đang mặc trên người sẽ là một cái váy đầm của hãng. Các chế nhìn chi tiết cho em rất là kỹ. Hàng rất là đẹp. Đằng sau chỉ cần là mình có lúc chia sẻ có đơn hàng, có lúc chia sẻ trên trang cá nhân là mình có quà, có đơn hàng, và là chúng ta có đơn hàng trong livestream này là chúng ta có quà. Ok, chúng ta sẽ chọn cho một trong những cái sản phẩm mà nhà vừa lên. Và bây giờ thì tối nay không riêng gì một mã, vài mã mà em có vô cùng nhiều mã để gửi đến cho các chị nhá. Em sẽ không nhận đơn quà tặng ở trên này. Chúng ta đều là những người có đơn, nhân viên nhà em gọi điện chốt đơn và chúng ta sẽ thông báo với nhân viên là chị chọn cái gì đó, chị lấy cái gì đó nhá, chứ không phải là lấy ở trên này, cho nên là mình không phải vội comment quà tặng ở đây. Và em đang mặc là có hai màu, chắc chắn là các chị sẽ không được quà này và sẽ được quà kia, các chị yên tâm nhá. Nếu như các chị thì... có đơn và chia sẻ rồi. Đồ của hãng đây. Đẹp không các chị? Cực kỳ đẹp nhá. Hàng xịn lắm đấy, xịn lắm đấy. Rồi, giá niêm yết của em nó là 980.000. 980k.
Nhìn cái tay thôi nó đã có cái độ kiêu kỳ rồi. Alo. Cái tay thôi nó đã rất là đẹp rồi. Nhá. Túi nữa, cái kiểu xếp ly nữa. Dạ. Cực kỳ đẹp. Các chị nhìn thấy đằng sau đằng trước không? Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Không hổ thẹn là đồ hãng. Không hổ thẹn là đồ hãng, nó xịn sò. Chất vải đẹp ơi là đẹp. Kiểu cách thì giấu che khuyết điểm rất là tốt. Khác biệt hẳn với những cái hàng mức chung. Nhìn cái là có độ sang, nhìn cái là có độ đẹp đúng không? Và cái này này em sẽ đây này. Đây là một mã mà em muốn làm quà tặng đến tất cả khách hàng thân yêu của em. À, nó đẹp quá là đẹp luôn. Và em không cần lấy đồng lãi nào. Em bán âm giá, chỉ cần Sun xin nút chia sẻ. Nghĩa rằng hôm nay các chị đặt hàng và cho xem tham gia trong cái live stream này được. Lời ơi là lời luôn ý. Lời ơi là lời luôn ý. Một là mua được sản phẩm em nhà đang mặc là giá của hãng vừa đã quá rẻ nhàn bán. Nếu bình thường nhàn bán đã quá rẻ so với mình mua của hãng rồi. Hai nữa là nhàn lại chơi bán âm giá để tặng các chế cơ. Đấy, cho nên là rẻ lắm. Hai nữa là có quà tặng đi theo cho mình nữa. Nếu mình có đơn hàng có quà tặng đi theo nữa. Rồi sản phẩm nó lại đủ size cho các chị. Sản phẩm lại có đủ size. Hai màu, sản phẩm thì cứ tương đối là đặc biệt, đẹp, nhẹ nhàng, không cầu kỳ mà nhìn rất là sang. Em có rất là nhiều mã cho nên chúng ta không phải lo nhá. Mã này không thích, mã sau không thích, mã sau có cả vét, cả bộ vét, xét công sở, đẹp lắm luôn. Chờ em một chút xíu rồi có cả áo sơ mi, chân váy, quần công sở. Tất từng tật em lên một loạt. Bây giờ bắt đầu chúng ta đặt mã này nhá. Bác nào thích mã này phải nhanh tay. Đây là mã mà em bán âm giá. Và số lượng này nó cũng không có nhiều. Em bán âm giá cho nên là cũng phiền các bác, là các bác nào mà mua xỉ thì cũng phải hiểu rằng là em không có bớt dược xỉ nữa. Đây là quà tặng hay dành hết cho tất cả khách hàng thân yêu của em, chứ không riêng gì khách xỉ hay khách lẻ. Miễn là mình vào với nhau ạ, đầu xuân vào với nhau, trò chuyện với nhau ạ. Một chút xíu để em được gặp gỡ các chị và được giao lưu với các chế thôi. Ok chưa? Mã đầm ạ. D1022. Comment cho em màu size và số điện thoại. Em có size M, L, XL. Xanh và đỏ thôi ạ. Các chị cứ comment cho em D102 xanh đỏ cho em nhá. Giá sản phẩm là 980.000. Đúng kìa, đúng sản phẩm này mà em mua về là em sẽ phải bán được các chế là 240.000. Nhưng hôm nay em xin phép bán âm giá. Nhớ nhá các chị nhá, giá quý của em 900 nhá các chị nhá. 980k một chiếc ạ. Giá sản phẩm là 980k một chiếc ạ. Đang đủ size nhưng mình phải tranh thủ, không là không có hàng, không có size của mình đâu. Bởi vì nó là hàng hãng giá sale cho nên chúng ta không có thoải mái để lựa chọn. Nó còn ít thôi cho nên này. Em sẽ bán âm giá. Ok chưa? D1022 kèm màu và kèm size cho em ạ. Màu 1. Bình thường là em nhập cái này là em nhập được giá sale rồi. Là em sẽ về bán tặng các chế là mức giá của em là sẽ là 240k đấy. Nhưng mà hôm nay thì em đã quyết định mang nó ra để được chi ân và tặng quà cho các chế với mức giá xuân à. Âm giá của em luôn, âm giá nhập của em luôn là 199.000. Chị nào lấy phải comment nhanh tay. D1022 xanh và đỏ thôi, hai màu. Xanh và đỏ kèm size cho em nhá. Size thế nào đọc đi. Em là MLX ạ, MLXL ạ. Nhà mình nhá, đẹp vô cùng luôn ý. Em nhận đơn từ 46kg cho đến 62kg các sếp nha. 46 đến 62kg cho nó an toàn. Thực ra là có những chị mà tận 64-65kg vẫn mặc được XL. Nhưng mà thôi cứ an toàn đi. Em cứ báo thế các chế mà cứ L82 trở lại các chế đặt đơn cho em. Các chế size M thì cứ L68 trở lên đến L62 trở lại là chúng ta có đơn hàng. Đẹp cực kỳ đẹp, có túi. Đây là mã hàng em bán tặng cho nên là không có đơn của xỉ của lẻ. Đây là em bán tặng khách. Thay vì em phải trả tiền để quảng cáo thì em sẵn sàng tặng khách của em. Khi mà các bác chia sẻ live stream cho em, các bác tặng em nút chia sẻ và em xin được tặng các bác mã hàng giá vào giá thành sản phẩm. Đặc biệt là đẹp. Chị nào lấy nhanh tay nhá. D1022 ạ, kèm màu và kèm size cho em nhá. Ưu tiên cho các chị là có dấu khuyết điểm cực tốt luôn ạ. Dấu khuyết điểm cực tốt ạ. Nhà đủ cú pháp cho em. Em của nhà cái bụng dưới thì cực kỳ to. Nhưng mà mặc cái váy này thì không bao giờ thấy được cái bụng dưới, không bao giờ có được bụng dưới. Cái ni của nó sâu, cực kỳ sâu.
Cái ly của nó cực kỳ sâu luôn nhá các sếp nhá. Đấy, sâu như này cực kỳ tốn vải. Chất vải thì xịn lắm, em không biết tên vải đâu, nhưng mà xịn sò yên tâm. Màu xanh bạc hà và màu đỏ, hai cái màu nếu mà ai thích mát nhẹ nhàng thì chúng ta lấy xanh. Ai thích nổi trội em 69 mặc xoay mờ nhá, cuốn hút nổi trội thì chúng ta lấy màu đỏ. Tay này nhìn đã kiêu kỳ rồi, rất là đẹp. Nếu mà chúng ta không thích hàng ngọc, chúng ta hoàn toàn có thể tháo ngọc. Rồi em thử màu xanh cho nhà mình nhá, xem qua mã cho thật nhanh. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ rất là nhiều mã. Nhà mình nhanh tay nhá. Các chị chỉ đặt một lần thôi ạ. Các chị comment cho em, giúp cho em một lần thôi. D1022 kèm màu và kèm size, kèm số điện thoại các chị nhá. Có cả set bộ vest với nhà mình nhá. Áo sơ mi. Đẹp chưa? Quá đỉnh. Đây này các chị nhìn này. Quần này. Đó. Cái cổ áo này. Họ làm như thế này này. Cực kỳ đẹp á. Đó. Cổ rất là vừa phải, không cao không thấp. Nhìn này, phẳng đét hết. Chỗ nào chỗ đấy là phẳng đét hết. Chế nào đấy thì lên đơn nhanh tay. D1022 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Một cái màu mà nhìn tương đối là vừa ngọt ngào này, vừa nhã nhặn này, vừa thanh lịch. D1022 xanh và đỏ nhá. Kèm size, kèm số điện thoại cho em đi thật nhanh thì chúng ta chuyển thật nhiều mẫu để chúng ta tha hồ lựa chọn nhá. Em mình nhanh tay. Nhớ hộ em nút chia sẻ livestream nha. Không chia sẻ livestream không được chốt đâu. Em không bán cái đầm này giá âm đâu. Nhá nhà mình nhá. Không có quà tặng đã đành rồi, không còn âm giá nữa. 199k nhá sếp ơi. Không chia sẻ là không có đơn hàng. Comment cho em D1022 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Hàng của LT Hera. Giá niêm yết tận 980.000. Chú ý hộ em nhá. 980k. Đó, nhớ hỗ trợ em nút chia sẻ livestream. Chúng ta sẽ có cả áo sơ mi các thứ ngay bây giờ đây. Em đem một set và công sở xong thì là chúng ta sẽ chuyển vào sơ mi. Sơ mi thì cực kỳ đẹp nhưng mà hơi ít đấy nha. Hơi ít đó, chú ý hộ em. Đấy, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Đây 10222 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Nhanh thì có phần, không nhanh thì mất phần. Thật luôn, không nhanh thì mất phần. Quà tặng đấy ạ, đây là quà tặng của nhà đấy ạ. Rất là xịn sò, rất là xịn sò. Và giá thì đặc biệt sướng. 980k bình thường thì em ôm được sale rồi. Em vẫn phải bán cho các chế là 240k đấy. Thề luôn. Còn không, hôm nay là em làm quà tặng cho các chế ở đây nữa. Ngoài quà tặng đi kèm rồi, chúng ta còn quà tặng ở những cái sản phẩm này nữa đây này. Chỉ còn 199k nữa thôi nhá. Cái nút chia sẻ là tương đối quan trọng mới có đơn. Em nói thật luôn. Nhá. Yeah. Rồi em qua mã nha. D1022 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Có túi em 2 ly xếp cực kỳ tốn vải. Nặng cực kỳ, vải rất là xịn. Em qua mã luôn nhá. Chắc là không đủ để trả cho các chị đâu. Thôi qua mã đi. Một set công sở cực kỳ đẹp. Chúng ta ngắm dần cái váy trước, xong thì chúng ta sẽ ngắm đến cái em sẽ khoác vào, nó là cả một set luôn. Cái màu nhà đang mặc trên người là xanh lam.
Đó, cái này không có túi, cái này của HG. Tuy nhiên thì đúng giá em cũng nên là giá mà em sẽ bán tặng các chế luôn, nên các chế yên tâm. Đấy. Giá niêm yết của em nó là 1990.000, 990.000 một set, 990k một set. Rồi, hai màu thôi ạ. Mã của em nó là 795 ạ. Set 95 nhé, chất vải của nó là kaki lụa nhé các chị nhé. Trời ơi, đẹp không? Đẹp không? Ngoài ra nhá, phối set của nó như thế này, ngoài ra các chị, chúng ta lại cái áo này lại là một cái áo vest khỉ. Chúng ta hoàn toàn phối với rất nhiều thứ luôn. Với rất nhiều thứ luôn, kể cả là một cái áo len dáng dài, một cái đầm len body hay đầm len xòe, hay là bất kể một cái đầm xòe nó khác, chúng tôi đã khoác được một cái áo, đã có một cái áo khí giả lựa rồi, một cái áo dạng dáng vét khỉ rồi, đúng không nào? Đúng không? Đó, như thế này. Đây là một set này, chúng ta đóng cúc vào cũng được. Đẹp không? Em có đây là xanh lam nhá, hay ngoài ra em có màu màu nu. Một vòng bò. Đấy, nó như thế này. Em mình thấy không? Quá đẹp không nào? Nhanh tay để là set 95 nhá. Em ghi cho chị cái mã set 95. Set 95. Giá tặng đây này, cả một set nhá. Cả một set nhá. 245k. Comment nhanh tay để có đơn nhá. Không có nhiều, nhớ của em là không có nhiều, rất là nhiều mã hàng em không có hàng để giả các chế. Ví dụ như hôm vừa rồi, cái Tết vừa rồi em về quê nhà em ấy, em về quê chồng á, thì em mới thấy các em chồng nhà em cuồn kiện em. Kiện em. Em đặt hàng thì chị bao nhiêu lần không thấy gọi điện. Bao nhiêu lần không thấy gọi điện để chốt hàng. Em nói thật với các chị rằng là hàng em không giống như người ta, em có gì em bán cái đó, mặc dù em sell hay em bán em có lời hay em lỗ thì là em bán là bán thực sự luôn, không sai một tí nào. Kể cả là em bán lỗ thực sự luôn ạ, chứ không phải như người ta là bảo là cứ lên giá lên như thế xong chẳng ai có đơn ạ. Rất nhiều chế có đơn nhưng nó hết rồi thì phải chịu thế, nói thật luôn. Thế là em thấy nhân viên quên mấy cô em chồng nhà em bảo là không thấy gọi điện chốt đơn. Thế thì phải nhắn Zalo cho chị chứ. Còn bình thường mà nếu nhắn mét mà nhân viên check mét chậm thì nó những người đặt hàng ở trên live stream bao giờ được ưu tiên hơn. Cho nên là không có đơn, đến lúc hết hàng thì sẽ không gọi nữa. Không làm thế nào được. Các bạn ấy cứ kêu rồi em cũng thấy các chị phản hồi rất là nhiều trên tường là không thấy gọi điện chốt đơn, mới lại đặt mãi không được cái từ đấy. Thì cái đấy thì không phải là em cố tình mà nó chả may nó hết hàng. Rồi em đang mặc trên người là màu xanh lam nhé, chúng ta gọi nó là set 95 xanh lam. Chúng ta sẽ có giá đặc biệt đấy, giá bán tặng đấy. 245.000 giá bán tặng đấy. Em thử màu vòng bò cho các sếp nhé. Đây. 245.000 đấy, là giá bán tặng. Cái này là phối nu nhé. Trên này là phối màu nu. Nhắn cho mọi người đi làm chưa? Em quên. Bảo Hoa nhắn vào trong nhóm đi. Tất cả mọi người mai đi làm. Nhiệt tình cho em nhá. Không chia sẻ nó không có đơn đâu luôn, em nói thật luôn, bởi vì là đơn hàng em đang bán giá âm giá mà. Chị phải áp dụng chia sẻ livestream đấy. Không chia sẻ là mình không có đơn hàng đâu. Mà đã nếu mà có chia sẻ livestream, có đơn hàng trong livestream này thì chúng ta lại còn được quà tặng nữa cơ. Nhá. Đấy ạ, nhà mình ngắm đi. Đó.
màu nó dạng màu da nó trầm trầm một chút xíu ấy, cho nên là rất là đẹp. Cái màu này nếu mà ai mà kén da ấy, thì chúng ta lấy màu này. Còn nếu mà chúng ta có cái là da ổn ổn thì chúng ta lấy màu xanh lam cho nó lạ. Còn nếu mà ai mà da của mình nó phải kén màu ấy thì chúng ta lấy màu này. Màu này thì nó tôn da hơn màu xanh kia. Thế tuy nhiên thì màu xanh kia thì nhìn nó lạ và nó sang. Màu này thì cũng đẹp nhưng mà mỗi người một cái cảm nhận nhỉ. Màu xanh lam nó lạ, còn màu vàng bò thì nó sang sang và nó không kén da. Đấy, màu này thì nó không bị ám da, không bị ảnh hưởng gì da. Màu kia thì em cũng, nếu mà bình thường da của mình không xấu thì không lo gì cả. Nó cũng không hề cảm giác ảnh ở xấu da. Còn như ví dụ những chị nào mà da nó hơi đặc biệt một chút xíu, nó trầm nó hơi đặc biệt chút xíu thì chúng ta chuyển sang màu vàng bò. Dễ mặc. Đấy, đẹp không? Chúng ta thấy có lời không? Sướng không? Có chừng này thôi. Cả một set như thế này mới có hơn 200k. Bình thường chúng ta mà mua một cái set như thế này hay là đi đặt may một cái set này thì nhiều tiền lắm. Áo ồn đồ đúng của hãng ra thì nhiều tiền vô cùng. Đó. Quá rẻ. Hai màu nhá, ta xem nhá. Set 95 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Xanh lam với lại vàng bò. Xanh thì chúng ta cứ comment xanh hay vàng thôi. Nó bởi vì nó cũng không có nhiều màu vàng để chúng ta cần phải phân biệt màu vàng gì, vàng tươi hay vàng bò hay là xanh ngọc hay là xanh lam không quan trọng. Bây giờ chúng ta cứ set 95 xanh, set 95 vàng, kèm size nữa là nào ok. Đủ size ạ, MLXL nhá. Giá niêm yết của em nó là 990k một set và chúng ta mua tại nhà Nhàn chỉ có 245k thôi, cả set luôn. Ngon bổ rẻ đấy. Xuống cực luôn nhưng mà không có nhiều đâu. Chú ý của em là không có nhiều, phải nhanh nhá, phải nhanh lắm. Không là không có phần đâu. Năm nay thì em thấy là toàn quốc chúng ta là sống chung với dịch rồi và em tin rằng năm nay thì là chúng ta sẽ chuyện bảo sổ lông. Đi chơi, đi du lịch. Bây giờ thì bắt đầu là các con đến trường hết sạch rồi. Các chế cũng em thèm đi chơi vô cùng luôn mà mấy hôm vừa rồi có khách nên là đi chơi chị ơi. Em không là em tranh thủ sai nhé, mà lợi ích là tranh thủ đầu xuân đi chơi luôn đi, bởi vì đầu xuân em chưa livestream ấy thì nó sẽ không bị cái áp lực bởi vì cái công việc. Đi chơi nó không bị áp lực bởi công việc, nhưng mà bình thường đi chơi cứ lo lắng ở nhà nhân viên hết việc này, việc nọ việc kia rồi nó cứ nối sang nhau này, đi chơi nó không được sướng. Thế nhưng mà năm nay lại không đi chơi được, năm nay lại nhà lại có việc, không đi chơi được, thèm đi chơi dã man rồi. Gần 3 năm rồi không được đi chơi. Nhanh tay, đẹp, xuất sắc, xịn sò, vải xịn lắm, vải kaki lụa, rất là xịn. Và nó đẹp như thế này, nó lạ, nó hot, nó độc đáo, nó xịn, nó rẻ. Không mấy khi phải nhanh tay nhá, không là không có đơn đâu. Comment cho em là set 95 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại, set 95 xanh, set 95 vàng, nhanh tay nhá, không có đơn. Em xin phép qua, không thì là không có đủ hàng giả các chế. Rồi, bây giờ em sẽ lên quần công sở áo sơ mi cho các chế, xong lại set, xong lại váy. Xong set bộ vest nữa nhá. Cho em chút xíu. Ngắm đi. Rồi em bỏ đằng váy ra cho bỏ áo ra cho các chế ngắm đằng sau nữa. Đó. Rất đẹp đấy. Không mua thì chỉ có mà ngơ ngẩn tiếc thôi. Em qua mãi nhá. Set 95 nhá. MLXL. Cái máy này trong tết nó chưa không xử lý cho mình. Nó em gọi nó bảo máy mà nó định gửi cho mình nó lại bị lỗi. Để đợi ra tết thì cháu gửi. Set 95 kèm màu kèm size cho em nhé các chị ơi. Đây rồi. Đẹp đây, đẹp đây. Nhá, các sếp nhá. Hôm nay mà không chọn được đồ nữa thì thôi em đến chịu luôn ấy. Chắc là không mua được đồ.
Đồ hôm nay nó đẹp lắm. Cảm ơn chị Phạm Mọi nha. Set 9 năm kèm màu và kèm size cho em ạ. À. Có đủ size M, L, XL các chị ơi. Đủ size, đủ màu cho các chị. Sao em phải cho anh cái máy in đi đâu chứ em không cho anh ngồi trước màn hình cơ kìa. Chả nhà ai cũng có kiểu làm ăn như nhà mình. Chẳng có kiểu gì, cứ thuận theo tự nhiên. Đang phi duyên này. Lỗi rồi đây này. Nào anh tắt đi. Lỗi anh tắt rồi đi. Không in được từ nãy rồi. Tắt đi. Bật lại. Vẫn không được à? Của em chưa lên. Được rồi đấy. Em không có chị không? Ui chà, cái áo đẹp quá trời đất. Này, em còn rộng trung chiêng ra đây này. Ui, thế này mà nó vừa thì chắc đẹp lắm rồi. Em hơi bị rộng nhá, hơi rộng. Kiểu cách đẹp không? Kiểu đẹp quá trời. Đó. Đẹp, đẹp, đẹp. Áo sơ mi. Ờ, có mã đấy, các chị chờ em nhá. Thôi cứ bình tĩnh, cứ lần lượt thôi. Ôi, ghét quá. Ừ, máy nó lên thì bắt nó lên. Bắt nó làm, đem cái máy kia lại, đem máy kia lên, mà máy này xuống dưới kia lâu lâu mới. Máy mà nó đủ, máy kia nó dùng được bao nhiêu lâu. Em không ở nhà mình ơi. Hai màu nhá, nhà mình nhá. Hai màu, nhàn hơi hơi rộng một chút xíu ở phần này. Nếu là em á, em thì em thợ may rồi không nói. Nếu là em lấy nó thì em sẽ móc một chút xíu hai cái ly này vào là xong ok luôn. Một chút xíu thôi. Là cái áo này của em là đẹp tuyệt vời luôn đấy. Kiểu cách này, tạo thành một cái lơ từ ngay trên chỗ ngực này như thế này. Ok chưa? Cổ tay bằng tơ. Tay bằng tơ, thân áo này như này. Một cái áo bếp lùm của quá đẹp. Quá đẹp, tay lỡ nhẹ nhàng. Rồi. Em có hai màu nhá. Tiện thể thì em giới thiệu luôn cái quần Q56. Để chế nào mà chưa có thì gom nhá. Gom Q56, nhà đang mặc quần trên người là Q56. Đó, áo hai màu như thế này. Xanh và nâu. Xanh và vàng, nu, xanh và nu nhá, xanh và nu. Tí em sẽ mặc cả lên cho các chế. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em. Là, xem nào, xem A gì. Giá của em nó là 399k, giá niêm yết là 399k. Và chúng ta sẽ có mã là A08. A08 kèm màu xanh, màu nu, kèm số điện thoại cho em nhá. MLXL. MLXL đẹp quá. Em nói như chắc là tại em chưa ăn cơm thôi cho nên nó hơi rộng thôi. Tại anh chưa ăn cơm. Nói thể với các chế là hôm nay chuẩn bị mẫu. Đáng lẽ là đi Thái Nguyên mà ở nhà vì cứ lọ là không lọ hoãn ấy, không lọ hoãn live stream là vì hôm đó là khách khứa cả ngày luôn. Thế là hôm nay cũng thế đấy, nhưng mà em phải ở nhà để hôm nay ấy, mà đến lúc là chuẩn bị mẫu tối khỏi ăn luôn đây này. Lên live stream còn chưa ăn đây này. Rồi, chế nào lấy thì comment cho em nào. A08 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Màu xanh, màu nu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Giá đặc biệt sung sướng. Bao nhiêu nhỉ? Uh, 129k. Comment nhanh tay cho em nhé. 129k A08 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Em sẽ mặc màu xanh cho các sếp nhìn. Trước khi em chuyển sang màu xanh thì em sẽ giới thiệu luôn cái quần Q56 nhá. Q56 bác nào chưa có
nhanh tay, bây giờ đang về đủ size rồi đấy, màu nâu đẹp không? Tí nữa em mặc sơ vin nữa cũng sẽ rất là đẹp. Đó. Q56 nhà đang mặc trên người là Q56 màu cà phê, đủ size SML XL 2XL. SML XL 2XL nhá. SML XL 2XL 5 size. 5 size à? SML XL 2XL đúng rồi. 5 size Q56. Q56 nâu rồi, không bán không biết mà bán bao nhiêu luôn á. 169k nhá các chị nhá. Q56 169k. Áo thì 129.000. 129k. A08. Quần Q56 chứ phải các cái lụa, rất là thích. Mặc quần này thì thích lắm rồi, bởi vì em bán hàng mấy nghìn quần rồi. Mấy nghìn quần rồi. Chế nào cũng khen rồi, có chế lấy hàng lấy cho mình mấy mộ, các màu luôn, đủ hết các màu luôn thì có chế, còn lấy hộ cho nên là lên lấy lên đến nước ba, hơn 30 chiếc lấy hộ nữa cho nên là nhiều vậy. Đấy, các chế phải biết là quần của quần Q56 phải nói là đẹp, không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Có những chế phải thốt em vì em rằng là chưa lần nào có cái quần được ưng ý như thế này, thích như thế này. Rất nhiều phản hồi tốt về cái quần Q56 của em bán từ tháng 7 2021 cho đến tận Tết. Lúc nào cũng tình trạng đến tận tháng 12 âm, tháng 11 âm lịch, nghĩa là sang đến tháng 1 dương lịch của 2022 mới bắt đầu có đủ hàng, không bị cháy hàng. Còn đâu được lúc nào cũng cháy hàng cái quần Q56. Đây là ví dụ chế nào mà chưa có thì lấy thêm, hoặc là chế nào muốn lấy thêm màu thì lấy đi nhé. Bây giờ em về đủ size rồi đó. M, SML, XL, 2XL. Nó có cái thời gian nghỉ Tết cho nên là chúng ta lại có thời gian để chuẩn bị hàng họ tốt hơn. Em sẽ có thời gian để chuẩn bị hàng họ tốt hơn và chu đáo hơn, đầy đủ hơn. Bây giờ em sẽ thử sang cái màu xanh nhá. Q56 là 169k, áo là A08. A08 thì 129.000. Ngon bổ rẻ đấy. Em bao rẻ đấy. Giá niêm yết của em nó là 399 và chúng ta mua chỉ có 129k thôi. Comment cho em đúng mã để chúng ta có đơn nhá. Xanh và nu, áo xanh và nu, Q56 màu cà phê. Quần em đang mặc Q56 cà phê. Em sẽ thử màu xanh cho các sếp nhìn này. Chia sẻ live stream nhá. Chúng ta mới có những cái mã hàng là không chia sẻ là chúng ta không có đơn này. Hai nữa là nếu không chia sẻ thì chúng ta không có quà tặng này. Cho nên là mình cũng không có hơn thiệt gì mà mình lại được lợi ấy. Thì lì xì cho em cái nút chia sẻ một lần trên trang cá nhân, ba hội nhóm cho em. Xong thì là chúng ta đặt hàng thì ngày mai chúng ta vừa có hàng này, đúng cái những cái mã quà tặng này, mã mà em bán tặng này. Hai nữa là có được phần quà nữa, được phần quà shop gửi tặng nữa nhá. Cái này thì dù một sản phẩm hay 4-5 sản phẩm thì cũng vậy thôi, miễn là mình có đặt hàng trong live stream này, có chia sẻ live stream thì chúng ta mới có quà tặng. Chú ý hộ em cái điều đó nhé. Nếu mà chúng ta đặt trong Messenger, chúng ta không xem cái live stream này, chúng ta đặt Messenger, em không nhận được quà tặng đâu nhá. Nó phải có cái quy định cụ thể thì mới được, không thì nó cứ dối hết lên. Đặt hàng sau live stream ạ, không có quà tặng nhé các chị nhé. Bắt buộc cái đơn hàng phải được in trong buổi tối hôm nay. Mỗi cái giấy chung nhà em đang in ra nó đều có ngày giờ cụ thể, giờ cụ thể luôn. Cho nên là nếu như đơn hàng không phải là in của buổi tối hôm nay ra, trong giờ của ngày hôm nay ra thì chúng ta sẽ không có quà tặng. Chúng ta kể cả là một sản phẩm cũng được quà tặng nha, em kéo hộ chị mất. Một sản phẩm cũng có quà tặng nhá. Chị lấy là nó cần in của máy của em. Máy của anh chả in được cái này. Nếu mà nó in cái của anh thì nó bị lỗi luôn. Đó, màu xanh. Màu trì hay màu xanh cũng được. À, màu xanh trước.
comment cho em là A08 xanh 129K. Cái này thì dấu che khuyết điểm cực kỳ tốt. Chị em mình thì hay có cái bụng dưới, sinh con xong là hay có cái bụng mỡ, ngấn mỡ ở đây. Nhưng mà cái áo này thì che khuyết điểm cực kỳ tốt. Và kiểu cách thì cũng quá trẻ, kiểu cách thì trẻ trung, cực kỳ dễ mặc và nó duyên. Và cái áo này là xuất sắc rồi. Kiểu thiết kế để che khuyết điểm này, nó nhẹ nhàng này, nó trẻ trung này, cho nên là cái áo này là chấm điểm, chấm điểm. Chấm điểm, chấm điểm. Chị Mỹ Trung ơi, Mỹ Nhung ơi, cho em nút chia sẻ đi nhá. Áo này là chấm điểm đấy. Không nhanh là không có đủ đâu. Em nói thật với cơ chế là có ít hàng lắm. Có một mã hàng như em nhiều nhất mới chỉ được 200 chiếc. Nên trong cái đó các chị xem. Có ít hàng lắm. Không có nhiều đâu, không phải là không phải là hôm nay tăng đặt thì ngày mai ngày mốt chúng ta lại có, không 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 có hàng đâu. Nhanh tay nhá. Quá đẹp luôn đây này. Đó. Màu xanh. Nhà năng mặc trên người là quần Q56 màu xanh than. Áo thì đang là màu xanh của A08. Đây, Q56 xanh than. Đẹp không? Cái này thì cái cạp của nó to, cho nên là chúng ta mặc sơ vin lại càng đẹp. Sơ vin lại càng đẹp. Mà nếu mà mặc như thế này cũng ok. Cái cạp của nó to lắm, cho nên là nó mới lại ôm lắm. Dáng quần của nó cực kỳ đẹp. Các chị nhìn. Đó, đẹp không? Cái lưng quần này, đừng có bảo mở ra nhá. Chuẩn chỉ luôn, đẹp lắm. Bác nào lấy thì nhanh tay nhá, comment cho em. Áo A08. A08 này chúng ta mặc với chân váy cũng rất đẹp, quần short cũng đẹp luôn. Đấy, mà mặc với quần công sở như thế này, mặc với chân váy, kể cả là chân váy xòe nhá, chân váy xòe, chân váy ôm, chân váy dập ly đều đẹp nhá. Cái áo này này, nó tương đối là em thấy ưng. Cái kiểu cách thì nó che khuyết điểm tốt này. Hai nữa là cái tay và cái kiểu lơ rất là trẻ, trẻ mà nhẹ nhàng. Rồi, hai màu em qua thật nhanh nhé, không lại không đủ hàng giả đâu. Cái này có ít lắm. MLXL, hàng thì được chuẩn bị cho em từ trong Tết. Áp Tết là đã phải chuẩn bị hàng họ cho ra Tết rồi. Bởi vì ra Tết thì thợ cũng nghỉ Tết mà. Thợ cũng nghỉ Tết cho đến mùng 6 thì chỗ nào khai xuân sớm thì mùng 6, chỗ nào khai xuân muộn thì mùng 8. Mới bắt đầu làm thì làm sao đã có hàng, hàng phải chuẩn bị trước rồi đấy. Nhưng mà Nhàn thì khai xuân hơi muộn. Nhàn là bán hàng hơi muộn. Rồi em nói đùa các chế chứ làm thì cứ muốn nó rực rỡ lên thôi, chứ còn khai xuân thì em khai xuân từ hôm mùng 2. U nhà em bảo đấy chứ, em ăn cơm chiều mùng 1 với U bảo U, mẹ ơi mẹ, mẹ xem cho con như là hôm nào đẹp ngày để con khai xuân. Mẹ em bảo là rằm. Em ơi rằm thì lâu quá mẹ. Mẹ em bảo chẳng có ngày nào cả, không thì mai, không mùng chiều mùng 1 ấy. Em hỏi tối mùng 1 ăn cơm, em bảo thế, bà bảo không thì mai. Ủa chứ thế mai cơ á? Ừ mai. Trời ơi mai khai xuân kiểu gì nhỉ? Thế là em phải gọi con bé cháu lên, con lên mở hàng cái gì đi, mua cái gì cũng được. Con bé chỉ lên nhà cái nó chọn được rất là nhiều thứ. Áo vest của LT hôm nay có một ít đấy nhà mình nhá, tí nữa. Áo vest của LT, bạn ấy chọn được vest của LT này, chọn bộ cho mẹ, chọn là chân váy cho mình, mới lại áo sơ mi cho mình, váy nữa. Cái váy lúc nãy em mà đầu livestream với bạn cũng đấy. Chị nào lấy nhanh tay nhá. Đó. A08 nu, A08 xanh, 129k một áo. Nhớ là hỗ trợ em lúc chia sẻ livestream, em qua mã nhá. Cái này có MLXL. Em qua luôn. Rồi, Q56 này. Em lại giới thiệu sơ về Q56 xong rồi em qua váy, em qua set nữa cho các set nhá. Chờ em chút xíu. Q56 này có rất là nhiều màu để chúng ta lựa chọn. Ví dụ như lúc nãy Nhàn mặc cái Q56 màu, đây là màu cà phê này. Tí nữa còn màu, còn màu đen, còn màu ghi nữa. Màu đen, màu ghi nữa. Quà tặng của các tình yêu thì đầu livestream em giới thiệu rồi nhá. Đó. Q56 màu cà phê này. Chất kaki lụa này. Q56 màu xanh than này. Cái này để rồi chờ em chút xíu. Các bác còn muốn em la em xả cho các bác cái áo nỉ không? Áo nỉ không? Áo hút đi. Có một ít đấy. Đó đẹp không? Rồi em giơ cho nhà mình các màu của Q56 nhé.
6 màu cà phê này, màu đen này, màu ghi, màu ghi và màu xanh than nhà đang mặc trên người, dễ mặc lắm. Tí em sơ vin cả với áo sơ mi lụa cho các chế nhìn, mặc vào sơ vin thì đẹp lắm, sơ vin thì đẹp lắm. Mặc bình thường như này nó hơi lãng phí cái phần trên, bởi vì cái phần trên nó quá đẹp các chị. Nó không riêng gì cái đẹp cái cặp đê mà nó đẹp cái vòng cạp họ may quá đẹp luôn. Ôm ơi là ôm, rất là đẹp, rất là tôn dáng eo dáng ở cái chỗ này. Nó không hay làm cho mình, bình thường mình mặc cái quần mà nó cạp nó hơi thấp ấy, chúng ta sẽ phải phỉ cái mỡ này ra, phỉ cái mỡ này ra một chút xíu. Như cái cặp này nó vừa ở cái nó nằm ở cái khu vực mà check có điểm cực kỳ chuẩn. Chế nào đấy thì comment nhanh tay nhá. Q56 cà phê này, Q56 đen này, Q56 ghi này và xanh than nhà đang mặc. Ok chưa? Tí nữa em sẽ show pin cho các chị, các chế nhìn với cái... Hay show pin luôn đây này, show pin luôn này. Với quần... Với cái áo lụa nữa nhá. Chờ em chút xíu. Rồi áo A08 nhá. Rẻ lắm, ngon bổ rẻ. Con này nó có ít thôi, chúng mình không nhanh là chúng mình không có phần đâu. Em nói thật luôn ý. Có ít. Em qua mã. Đây các mình ơi, chờ em chút xíu em lên thôi nhé, em show pin và xem sao này. Cho em xíu nhá, nhiều thứ lắm. Tí nữa còn có cả áo nỉ, áo hoodie, à có váy, có một mã nữa đẹp lắm nhưng mà tôi chắc phải để dành. Không thì em like thì em chuẩn bị nhiều hàng đẹp cho các chế lắm rồi đấy. Mà miền Bắc nhà em vẫn rét lắm các chế ạ. Các chế trong đấy xem nhiều chế miền Nam không? Em nhà em vẫn rét lắm. Em còn đang nghĩ là bình thường ấy lên livestream em bây giờ em còn thấy chịu được sao. Lúc chiều em còn nghĩ khéo không em không like nổi vì rét. Nên không mời anh sửa đi. Sợ không like nổi vì rét vì nó rét quá. Thấy bảo còn rét dài đấy các chế ạ. Thôi thì em bán toàn quốc không riêng gì miền Nam miền Bắc cho nên là em vẫn phải lên các mẫu cho các chế chọn, chứ còn thực tế thì bây giờ này vẫn nhiều chế hỏi áo măng tôm à này, áo dạ này vẫn có người hỏi dạ này măng tôm MTA chẳng còn cái gì nữa rồi. Bây giờ có đặt em gấp đôi tiền em chả có. Hôm trước thì thề trong Tết là bị bom về một cái size L của bạn Lộc Vương, bạn hỏi em thì em trả lời bạn là có một cái size L MT22 là bom về đấy. Thế hôm sau thì các em ở dưới quê nhà em lên nhà có việc lên, các em nhà em ở dưới quê lên, thế là các bạn ấy lên nục, các bạn ấy lấy hết rồi. Đấy thôi, làm gì đâu còn nữa. MT22 chả còn chiếc nào. Rồi, đó. Q56 màu ghi. Áo nào, để em xem A gì đây. Chất này lụa này. Ủa, cái vải nó đắt lắm. Cái này là lụa Pháp, vải đắt. Kiểu cách này.
cái công may của cái áo này nó to, nó bằng công tiền váy các chị ơi. Em mới kinh, bởi vì nó quá cầu kỳ của cái dây lơ này này. Hai cái cổ hai lớp nhá, cổ hai lớp luôn, mà may lét lắm, may lét lắm. Mà chúng ta có thể, nếu mà chúng ta thích để như nhàn thế này thì để chúng ta có thể đóng cái cúc cổ này lại nữa nhá. Đóng cúc cổ này và chúng ta buộc dây lơ cao lên như thế này cũng đẹp nhá. Ok chưa? Đó, ví dụ hình dung như thế này đi. Hình dung như thế này đi, xong rồi buộc cái dây lơ cao lên như thế này cũng đẹp. Nhưng mà nhàn thì nhàn ở tình trạng mở như này, như đại khái là nó có kiểu để như thế. Tay rất là to, set rất là to cho nên là nhìn nó trẻ. Set to đúng, trẻ lắm. Kiểu áo rất là trẻ, chất vải thì xịn xò. Vải này là vải vải lụa Pháp. Cái này thì em cũng có đủ size. Giá thành của em này hơi bị cao, bởi vải nó đắt này. Vải nó đắt này em. Vải đắt, hai nữa là kiểu kiểu may cầu kỳ quá. Nó kiểu may thợ xịn ấy, cho nên là họ lấy công nó cao bằng mất tiền công váy đấy ạ. Và nó cũng gần bằng cái váy. Cái áo này nó gần bằng cái váy. 159k một áo. Thế là lấy comment nhanh tay cho em để em xem là mã gì nhá. Em có màu nâu và màu đen. Nâu và đen nhá, hai màu. Đó, nhớ hộ em 159k. Nhưng mà bù lại chúng ta có một cái áo cực kỳ thích, cực kỳ thích thật luôn ý. Vải thích lắm. Hai nữa này, đùa tại cái màu đen ấy, mới tại cái tóc của em, các chị không nhìn được thấy nó đẹp kinh khủng nữa. Cổ này, đấy, một lớp cổ nữa đây này, đấy, cầu kỳ lắm, may lét lắm. Đây, hai màu, hai màu nâu và đen nhá. Nhà đang mặc trên người là Q56 màu ghi, Q56 màu ghi đó, sơ vin đó, các chị nhìn thấy nó khi nó sơ vin đẹp chưa, đẹp không. Hai nữa đây, áo này. Áo là A bao nhiêu nào? Áo là A88 ạ. A88 ạ. Nâu nhá. Nâu màu tây không? Màu tây cực kỳ. Đấy, màu đen, trắng. Rồi tí nhàn sẽ mặc màu lâu nên cho các chế nhìn xem là các chế thích màu nào nhé. Nhưng mà nói chung là em này em bị phê hai cái màu này rồi, thực sự luôn. Nó thực sự ra là nó còn có cả một cái màu dạng là màu vàng vàng đấy, nhưng mà cái phối của nó chóe quá, em không thích, em không thích. Và em kết hai cái màu này dã man. Nó có cả màu dạng màu vàng, nó hơi da báo. Cái cổ này nó phối vàng nhiều quá, vàng chóe chóe quá. À, em không thích cái cổ, cái dây lơ này, phối vàng chóe quá, em không thích. Em bỏ cái đấy và em chỉ lấy hai cái màu này thôi. Cái răng sói này, độ to vừa phải, nó không nhỏ quá, nhìn nó hơi, nó không được sang. Mà nó to quá thì nhìn nó sẽ cảm thấy nó nghịch. Và cái màu hoa, cái họa tiết của nó nhẹ nhàng, nó vừa phải để nhìn nó rất đẹp. Nhìn nó rất là đẹp, nó không, nó cho mình cái độ trẻ trung vừa phải này. Hai nữa là nó cũng có cái độ sang trong đó. Nó có một cái loại nữa mà nó, cái mặt vải của nó, cái họa tiết của nó nhỏ hơn, nhưng mà nhìn nó không được sang và nhìn nó không được trẻ như cái này. Em đã lựa chọn rất là kỹ rồi, các chế nhìn này. Đó, rồi em sẽ thử sang màu nâu nhá. Cái này chúng ta gọi nó là quần em đang mặc là Q56 này, 169k này. Áo là A88 là 159.000 một áo, tương đối cao so với giá thành em, do so với giá thành áo mà xưa nay nhà vẫn bán. Nhà bán thì bao giờ giá áo của em là không mấy khi lên đến chừng này, nên là đến lúc mà báo giá cái này em phải kêu, nhưng bạn bảo là chị nhìn hộ em cái vải và chị nhìn hộ em mà họ may có đẹp hay không, họ may cái giá thành của họ bằng một cái tiền, bằng tiền công một cái váy đấy, cho nên là em không làm thế nào được cả. Thì thôi mình chấp nhận thôi, bởi vì nó đẹp mà, cho nên là thôi chấp nhận. Ok, 159k một áo nhá, ghi hộ em là A88 159k. Cái này thì chúng ta sẽ gọi là đen trắng, cái này gọi là nâu. Em sẽ thử sang màu nâu nhé, mặc với quần màu nâu, màu cà phê Q56 xem sao nhé. Rồi, các chế ngó đi, đẹp lắm. Đấy, nhìn thế này thôi, nhàn thì đùa chứ em thì không xinh.
Cho nên là nếu như các chế mà xinh xinh một tí, các chế mặc cái áo này là chuyện bảo nhìn nó vừa công sở mà lên chân kính bao nhiêu luôn ý. Chuyện bảo là em mặc cái áo em hơi xấu xấu, cho nên là mặc cái áo nó hơi bị dìm hàng. Nhưng mà áo thì đẹp lắm, áo thì đẹp lắm. Ai lấy nhanh tay nhá, em thử sang màu cà phê cho các chị nhìn này. Đẹp lắm đấy. Bỏ công. Hàng đẹp. Bỏ công luôn. Gọi là bỏ đồng tiền ra nhận được hàng sướng mát cả ruột các chị ạ. Hàng nó đẹp. Mát ruột. Chờ em chút xíu. Đang lười không muốn tháo cái cúc chui nhưng mà không chui được. Chứ nhá. Để hỗ trợ em muốn chia sẻ livestream nhá. Càng nhiều càng ít nào. Mỗi bát cho em thêm một lượt nữa cho khẳng định vị thế cái nào. Trung bị chạy đâu rồi? Không biết là tranh thủ cái gì mất tăng này. Đọc comment của khách và trả lời khách. Có ai hỏi gì thì bảo trả lời hộ chị nhé Hoa nhé. Mỗi in đơn xong rồi quên luôn cả khách hỏi han gì chẳng biết. Chờ em chút xíu. Đó, chết rồi. Mặc cái này đẹp quá rồi. Tông sẽ tông rồi. Rồi, đẹp. Đẹp đẹp đẹp. Đúng không nào? Đẹp thật sự luôn. Vải xịn lắm, vải mát lắm. Cho nên các chế miền Nam cứ ok đi. Ok chị Trinh Nguyên nhé. Mai em sẽ kiểm tra đơn nhé. Kéo hôm nay này nó lại hoàn về rồi. Khổ ghê. Đơn hàng mỗi một năm Tết ấy là giải quyết đơn hàng rất là vất vả. Nó cứ đơn thất lạc rồi đơn nọ đơn kia rồi. Cho nên là phải nghỉ sớm là vì thế đấy các sếp ạ. Đẹp không? Trời ơi, đóng bộ này quá ngon luôn này. Đúng không? Đó. Đấy, gớm cái phối này với cái quần này nó hợp nhau quá cơ. Thôi cái này còn chưa đóng cúc đâu. Đấy. Rồi, quả này lại bị cháy quần Q56 màu cà phê rồi. Thế nào lấy nhanh tay comment cho em. A88 cặp nâu đi hay A88 cà phê cũng được nhá. Quần em là 169.000 các chị ơi. Quần Q56 của cà phê 169k, áo 159k. Áo là A88, quần là Q56. Đấy, chết. Cái này hợp nhau quá là hợp luôn ý. Kéo lại bị cháy quần Q56 một cà phê rồi. Thế nào lấy nhanh tay nào. Em qua mạng luôn nhá. Bây giờ thì chuẩn bị lại lên cho các sếp một mã set nữa. Nếu mà chúng ta săn cái set kia không được thì chúng ta chuyển sang set này. Tại vì nó có ít mà. Nhưng mà đều đẹp. Nhưng mà màu nó có ít này, kẻ nó có ít. Ừ, em ơi từ từ em. Nó bị kẹt. Em từ từ. Không, nó có thấy không? Em không tìm được.
không đứng đây cái. Nó bị trồng đống giấy thế là nó không ra được nữa. Chị Dương Nguyễn xuống đi, xuống đến chị Thanh Tâm thì có nhé. Thấy chưa? Chất vải của nó sướng lắm nhá, phải lụa pháp. Đó. Cái phối của nó cũng đẹp, các chị nhớ hộ em này, cổ hai lớp luôn như thế này này. Chúng ta đóng cúc cổ vào đây, nếu mà chúng ta thích cổ kín, chúng ta đóng cúc cổ vào đây và chúng ta buộc cái dây lơ này nó lên cao lên trên cổ thì nó cũng là một cái kiểu rất là đẹp nhá. Đấy, nó như thế này, nó cũng đẹp lắm luôn nhá. Đó. Nhưng mà Nhàn thì Nhàn mở tại vì Nhàn còn lười muốn chui ra chui vào. Nhanh tay nhá. Không lại không có. Hôm nay không có phần, xong lại cứ kiện nhà em là chả thấy chốt hàng nhá. Đẹp cực kỳ. Em có hai màu rồi, em qua mẫu luôn đây. Đấy, thế là mặc gần như kín màu quần rồi đây. Chỉ còn màu, mỗi cái màu đen là Nhàn chưa mặc thôi. Màu xanh than mặc rồi này, ghi mặc rồi này, cà phê mặc rồi. Còn mỗi màu đen thôi. A08. Ơ chồng mất tâm. A08 màu đen, A08 màu nâu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. MLXL chất vải lụa pháp, giá thành 159k một áo. A88 A88 ạ. 159k quần Q56 màu cà phê. 169k. Em qua mãi nhá. Rồi, nhiều thứ đẹp lắm đây, chờ em chút xí. Q56 là 169.000 các chị ạ. A88 là 159.000 ạ. Các chị kèm size, kèm số điện thoại giúp em nhé. Vâng, Q56 mua nhà chị nhà hai quần đẹp xuất sắc luôn. Cảm ơn chị Trương Xuân. Ui lạnh quá. Không định like đâu em, thể cả nhà em định để dành đó, định để dành đó. Nhưng mà thôi, còn muốn khoe, vừa muốn khoe lại vừa muốn vừa lấy nhiều đồ đẹp quá. Lấy cái gì đừng cái gì các chị. Đẹp kinh khủng. À, bây giờ em thử thế nhá. Đấy, màu dịu không? Màu dịu không? Cái này thì em định chưa lên bởi vì nó là hàng mùa hè chúng ta cũng mặc được. Đấy, bây giờ hiện tại miền Bắc thì em vẫn đang lạnh quá, nên là em định lười, em định để dành đấy. Định để dành đấy, nhưng mà thôi, còn muốn khoe lên lên nhá. Màu chì ạ. Có màu chì đấy, lúc nãy em vừa lên đấy, màu chì đấy. Bây giờ em mặc thử coi sao nhá, đẹp không? Ôi giời ơi, ông Trung ơi, ông Trung ơi. Máy của ông vẫn cứ đỏ rực thế à? Vâng. Ông thế sao đang buồn cười vậy? Chỉ có một máy em thì thôi. Vì máy em nó đang in, còn phải chờ. Mình đang in được ông em có cái phần gì nữa khi được sáng. Ông gửi in cho các chồng. Ui dồi. Nhà em là 169k các chị ạ. Q56 là 169 ạ. A88 là 159.000 các chị nhé. Lên một váy này thôi, xong em lại lên set rồi, chứ không lại lên sơ mi, lại lên quần. Xong thì lên bộ vest nhá. Chờ em chút xíu. Dần dần. Chui xuống đấy là mất tâm ngay. Thế còn nói chuyện gì? Kéo hộ chị
Trời ơi, đẹp quá. Đẹp dã man luôn ý. Rồi, cứ chế thế là thế nào đây? Nào, phanh em nào, hãm em nào, lấy em nào. Chết mất vì đẹp. Thật luôn, rất đẹp. Đủ size MLXL nhá, nhà mình nhá, hàng của hãng. Ờ, chờ em chút xíu đã. Thì chuẩn bị lên cú pháp nè. Nhanh không là không có phần. Hàng của hãng. Rồi đây. 990k. Mã là D344. Cầu kỳ lắm. Cái máy này thôi, còn cái máy kia để bay. D344. Màu xanh mát chưa? Mát mát chưa? Xanh than và xanh ốm á? Hay là xanh ngọc? Ngọc đi. Xanh ngọc. Xanh ngọc với lại xanh than. Xanh than với xanh ngọc. Trời ơi, nó đẹp gọi là muốn xỉu. Gọi là muốn xỉu. Úi, các chị nhìn này. Q56 là 169.000 nhá, chị Nguyễn An nhá. Hàng xịn chưa? Đấy, các chế nhìn này, đấy. Xịn sò chưa? 990k này, bông này. Bông thêu này, ngọc ấy kia thứ đính hạt kia thứ rất là kỹ. May rất là cẩn thận này, chi tiết của cái phần ni này các chị nhìn chi tiết phần ni này. Nó tôn cái eo và nó làm cái kiểu này, đấy, cầu kỳ không? Cái ly trên ly dưới nó phải thẳng đét để đẹp vào nhau như thế này. Đó. Nét căng. Rồi. Không phải đi đâu cả, ở nhà em cái gì cũng có, xịn sò hơn tất cả các nhà khác nhé các chị nhé. Cái mức tiền này thì em nói với các chế là xịn sò hơn tất tần tật các nhà khác. Các chế có thể mua những cái đầm mà nó triệu mấy, hai triệu mấy thì mới hãm mới sò được mình những cái này. Chứ còn nếu các chế mà mua cái đầm 500 là 300-400 trở lại, không sò được mấy cái những cái đồ mà em bán hơn 200k. Em thách đố luôn các chế đấy. Nói chuyện thì lại bỏ đầu năm. Thách đố luôn ấy. Đi tìm ở khắp các Facebook ạ. Đi tìm ở toàn Việt Nam. Tất cả các Facebook ạ. Tìm đi. Tìm đi. Rồi xem ở đâu bán được đồ xịn và đẹp và rẻ như thế này. Các chế có thể hàng nhái. Đấy. Nói đâu xa. Cái mã đầm này nó có hàng, các chế xem hàng nhái chưa? Có không? Con bé đang con bé đang ngồi vô duyên quá. Chụp mẹ cả mặt nó đi. Chụp cả mặt người ta. Nó gọi điện nó chửi cho một trận. Đang hàng nhái. Vô duyên thật, em công nhận là em vô duyên thật luôn. Số hổ, sau đó là giấy số hổ vô duyên thật luôn. Em phải xóa đi đấy. Em bảo nó chế là phân biệt hàng nhái với hàng xịn. Hàng nó, hàng hãng, chính hãng may đẹp như thế này mà. Đấy, nhìn cái bông hoa thôi. Không cần nhìn cái gì nhiều. Rồi, nhìn cái eo, nhìn cái độ phẳng của nó. Nét căng. Nó ra hết. Trời ơi, cái hoa của người ta thì nó cục vào đây. Đó. Đấy, mình mới nhìn qua mà live stream thôi. Thế còn mình cầm thực tế để mà mình so thì lúc đấy nó mới lòi ra đủ các cái tật. Cái thằng hàng nhái nó mới nổi dẫn đủ hết các cái tật khác. Còn đây qua livestream mình nhìn thấy được là đã thấy là có cái sự khác biệt rồi. Đó, nếu mà ai không tinh ý, quên luôn, không chú ý. À, em like cái váy này thấy có bác nào đó. Comment luôn là bên nhà đấy
like cách đây mấy ngày. Chính vì bác đấy nói câu đó em mới phải mò vào xem nhà đấy có nhưng cái váy này thật à. Bán được rẻ hơn à? Bán bao nhiêu tiền? Có váy này à? Váy của mình váy hãng xịn sò mình ôm hết rồi sao nó lại có? Sao nó lại có? Em nghĩ thế. Thì bác ấy có đăng tên cơ thì em thôi trên Facebook em không nói tên. Em tìm được ngay. Thế là em tìm lại em chụp lại. Em chụp lại xong rồi em đăng để đây phân biệt hàng xịn và hàng nhái. Cái hoa nó nắm cục ở đây này. Bởi cái dáng váy thì nó xấu. Vải thì không biết được. Vải thì không biết được. Các chế phải cầm đến. Các chế phải có đưa ra cái nhận xét nó mới khách quan. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn nói luôn là nhìn qua livestream đã có những cái xấu. Đã có những cái xấu nó nòi ra rồi. Thế mà em đăng thật. Nhưng mà đăng nhá. Không chắc là người ta cũng theo dõi em ấy nào. Hay là em nói thật nhá. Hay là có trong cái chúng này vị khách hàng của xem livestream của nhà có khách nào là khách ruột của nhà họ hay là họ xem em live nhỉ? Mà xem em live phát nói là nhà KL cũng like cái váy này cách đây mấy ngày. À thì em mới bảo được rồi. Váy này chỉ một mình có, tại sao nó lại có? Tại sao lại có người khác có? Thế là hôm sau khi tắt livestream em phải xem là vị ấy nó có không, tại sao lại có váy giống của mình, nhưng hóa ra đó là hàng nhái, giờ hóa hàng nhái. Em đăng nhưng mà gọi điện ngay, em đăng có 15 phút sau đã bị gọi điện rồi. Mà chị đăng cái mặt tôi lên đấy, chị có dám khẳng định rằng chị không bao giờ có hàng nhái không? Rồi chị dám mà đem đưa cả cái mặt tôi lên để câu like câu view, chị thế nọ thì ui em xấu hổ. Đúng, em lỗi cái phần đó. Thế là em phải gỡ ngay đấy. Không dám đăng luôn ở đây. Định mình dốt quá, đáng lẽ là mình cắt cái mặt người ta đi, mình lấy cái phần chi tiết váy thôi, sau mình đăng cho các chế hiểu. Thế nhưng mà mình đăng cái mặt rồi, bây giờ nó nói mình câu rồi, mình xấu hổ, không cả dám cắt đi nữa. Để không dám gì luôn ấy ạ. Rồi, thôi đấy, đang nói chuyện thế. Nào, váy của em mã là D344 xanh ngọc và D344 xanh than nhé. Giá của em nó là 990k. Giá 990k. Và chúng ta thì mua 239.000. Xuống chưa? Đáng lẽ phải bỏ gần 1 triệu bạc mới mua được cái váy của hãng như thế này. Mua tại nhà nhàn, xịn sò đấy. Chứ không phải hàng nhái nhá, nhớ của em ấy. Chú ý comment cho em là đủ size đấy ạ, MLXL. Dáng này, đẹp cực kỳ. Đẹp lắm. Thế nào lấy comment nhanh tay cho em là D344 xanh ngọc, D344 xanh than, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Em thử qua xanh ngọc ấy nhá, xong rồi chúng ta thử qua thôi. Xong rồi ấy, đứng nói chuyện mà cái mẫu váy này hơi lâu. Cái lúc nãy em vừa dơ chỉ sót mấy con thôi. Cảm ơn chị Phạm Nhuần nha. Thì anh lượt đi không, nó lại bị kẹt giấy rồi. Nó đống giấy ở đấy nó lại kẹt rồi. Đúng lấy bị kẹt rồi đó. Vì tội nó đống giấy nó nặng quá, nó không ủ được lên. Các chị nhớ chia sẻ like cho mình để mình có quà hôm nay nhá các chị nhá. Hôm nay em chuẩn bị cho các chị 1000 quà rồi. Nên là các chị không lo là mình không có đâu ạ. Nhưng nhớ chia sẻ cho em ạ. Mình có đơn thì mình có quà. Nhẹ nhàng trẻ trung. Vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, vừa lịch sự. Đẹp không? Đó, các chế nhìn. Đâu nó phẳng đó. Đẹp dã man. Cái tay trẻ không? Đẹp không? Rồi, chế nào lấy thử nhanh tay nhá. D344 xanh than, D344 xanh ngọc. Kèm size và kèm số điện thoại cho em. Cảm ơn chị Như Nguyên ạ. Cảm ơn các chị rất nhiều. Đó. Thay mặt cho gia đình xin chúc các chị một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng nha các chị nha. Chúc các tình yêu là năm mới là một năm mới thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực. Các chị nhá. Rồi đấy. Đẹp chưa? Nào,
Em thề với cả nhà là em định giấu mã này đấy, định giấu đấy, chưa nay đâu. Em bảo nó muốn khoe với nó đẹp, hồi hộp không thể bỏ được, lại phải lên. Thế luôn, định để mã này thật mà, định để giấu, để dành mã này thật mà. Đánh tay nhá. À, D344 này chắc phải 4 ngày không hết mất. D344 kèm size kèm số điện thoại cho em. Ôi đẹp quá à. Em qua mã nhá. Bây đơn giờ, đơn của ngày hôm nay là hơi lâu nhá các chị nhá. Em lại lên một set nữa, xong rồi em lại lên một set chân váy mi màu. Có thể đến 3-4 ngày các chị mới được chốt đấy ạ. Chậm chậm thì mọi mình các mình cứ thông cảm, bởi vì chị nào cần nó gấp thì chủ động gọi điện cho nhà em nhá. Các chị nhá, đầu xuân năm mới thì chắc chắn là hôm nay cái hàng nó sẽ rất là nhiều. Có thể đến 3-4 ngày mới gọi được điện được cho các chị đấy nhá. Thế chị nào mà cần hàng gấp vậy để mình đi làm hay đi chơi thì các chị chủ động gọi điện trước cho nhà em, để nhân viên nhà em chốt hàng cho các chị. Ừ em nhắn đi. Nhắn đi, nhắn muộn quá này mọi người không xem được. Ừ. Em nhắn cả nhóm mà. Và bố trí cả nhà đi làm. Nhắn cả nhà đi làm thế. Biết hết này mang nó sửa nhưng là như vậy là vi phạm bản quyền cá nhân của họ đó chị yêu. Rồi. Thì đó. Biết rồi, biết sai rồi, biết sai rồi. Thì biết sai thì phải gỡ ngay đó, vừa gỡ bài chưa đầy 10 phút đã phải gỡ bài rồi đấy. Đang mấy phút gỡ liền. Này, họ vi phạm mình ý, nhưng mà mình cũng vi phạm họ, là mình để cái mặt của họ, chứ họ là họ làm hàng nhái. Hàng nhái của mình người ta vi phạm mình trước ấy. Người ta vi phạm mình trước nhưng mà mình thì mình cũng, người ta đã có tật rồi mình lại có tật nữa thì mình cũng chẳng ra cái gì đúng không? Thế là mình thấy mình sai phải gỡ ngay đó. Mặc dù là mình đúng, mình đang đúng luôn. Hàng của họ là hàng nhái, hàng của mình hàng xịn. Đúng luôn là cái lĩnh vực đó, nhưng mà tại vì mình đang cái mặt của họ. Thế là chính vì thế mà phải dỡ luôn ấy, gỡ bài luôn ấy, mà không dám đăng lại, số hổ quá, không dám đăng lại nữa, mình sai thật. Rồi. Đó, giống cái set 95 không cả nhà? Hay set này giống set 95. Nhưng mà nó bằng cái chất dạ đay, chất dạ đay. Còn cái set 95 thì nó bằng chất kaki lụa. Cái này bằng chất dạ đay. Đẹp lắm đấy. Nói chung là ví dụ như các chế mà đi làm mà kể cả mùa hè luôn, nhưng mà các chế phải mặc mà mang tính chất là mặc vest ấy. Còn mặc là phao 08 thì? Phao 08 còn size M thôi. Phao 18, phao nữ thì em còn toàn size X. Đó. Ba màu. Màu này em sẽ gọi là màu chì nhá, nhà mình nhá, màu chì nhá. Còn em có màu trắng và màu vàng nữa, màu vàng mơ, màu trắng nữa. Đó, đẹp không? 200 mấy nhỉ, bằng với set 95 em. Cái này chúng ta sẽ gọi là set 96 nhá. 245.000, set 96 nhá. Độc quyền đó, hàng đẹp lắm. Đẹp không? Cái váy nó đã đẹp rồi. Cái dáng của nó đẹp quá thể luôn. Các chế nhìn thiết kế đẹp không? Nhờ. Quá đẹp luôn. Đứng sau rồi. Đó. Đẹp lắm. Vải này thì các chị mua được nhiều rồi. Vải này thì nó cũng không là không ngại nào đâu. Không bị nóng đâu. Nó gọi là dạ đay nhưng mà nó không phải là dạ nóng bông xốp xốp lên đâu. Nó là dạ mà nó vẫn thấm hút mồ hôi đó. Tuy nhiên thì nếu mà các chế trong miền Nam ấy thì chúng ta lấy cái set 95 ấy sẽ mát hơn set này một chút xíu. Còn các chế miền Bắc thì chúng ta thích họa tiết nào chúng ta lấy họa tiết đó thôi. Ví dụ chúng ta thích kẻ thì chúng ta lấy sang set 96. Chúng ta thích một màu thì chúng ta lấy set 95. Tuy nhiên thì set 95 thì lúc đầu các chị đặt ấy thì nó cũng khó ít lắm. Nếu mà đặt mà mã đấy không kịp á thì mình lấy sang mã này, bởi vì nó giống nhau kiểu cách nhưng mà nó chỉ khác cái mặt vải thôi. Nhưng mà nó đẹp lắm.
đẹp. Ở chế độ đấy thì comment nhanh tay cho em là set 96 nhé. Tí nữa em sẽ lên áo sơ mi nữa cho các trẻ này. Còn màu chứ em còn màu nữa mà. Đây là màu màu chì. Em còn màu trắng này. Bác nào đó. Trắng này. Trắng trắng trắng. Vàng. Sẽ không mặc trắng nữa nhá. Trắng, vàng và chì. Hay là ghi cũng được. Ghi hay chì đều được. Đây em sẽ thử màu vàng cho các chế nhìn. Đẹp không? Vàng này phối nu đẹp quá này. Phối nu đẹp này. Rồi. Bác nào thích màu sáng, sáng hẳn thì là đấy trắng. Đấy toàn màu đẹp thôi. Nhà nào mặc trên người là màu ghi hay màu chì đều được. Chúng mình nhá. Em sẽ thử màu này nữa, còn màu này thôi không thử. Kìa, yeah, xem có mã nào có size S không kìa. Không có chị. Có cái váy hoa nhí vừa mới đăng ấy là có S rồi, tí nữa cái set. À cái set set 281 ấy. Là hôm áp Tết là bạn ấy gọi em này bị sót mất độ mười mấy set. Gần 20 set thì là về là các màu có S của cái hôm em like cho các chế thì chỉ có mỗi màu xanh là có S thôi. Cái đấy nó sót S ấy, tí nữa em lên cho nhá. Đợi em chút xíu, không định lên đâu, định mai đăng hình cho các chế lấy đấy. Nhưng mà nếu mà các bác mà chờ rồi thì em sẽ lên cho. Mới lại cả tí nữa mình lấy áo blazer của LT ấy, của LT ấy. Đẹp lắm mà nó có S đó, chờ em chút xíu. Rồi cái mã, à còn một mã nữa này. Hả? Hay cứ dụng lên vé nữa. Không, kia còn mã váy kia có S đi kìa. Chờ em chút xíu nên một mã váy có S cho. Sau thì nên áo với quần, à này áo với chân váy xong thì nên bộ vest. Set 95 ở đầu like nhé các chị. Vào sau xem like để chốt mã set 95 nhé. Xem lại chưa chắc đã còn hàng đâu bởi vì khách đặt quá nhiều. Em đang rét đây các bác ơi. Đấy, đẹp không? Trời ơi, đấy. Này em tin rằng các bác là ngồi xem live là không biết lấy cái này gì để cái gì đấy. Tốt nhất là không? Mẫu đạo cũng đấy. Hot hết. Ôi nó đẹp xuất sắc. Set này set 96 à? Set 96. Giá bao nhiêu? 245k. Đẹp rụng rời luôn. Set 96 245k một set. Cả một set như thế này có 245.000. Coi như là các chị được tặng cái áo rồi đấy. Trời ơi. Đẹp quá thể luôn. Đó, đẹp không? Đẹp thì nói đẹp câu cho nhau mừng. Em thì em thấy đẹp lắm rồi. Nhanh tay comment cho em set 96. Đấy các màu đấy em dơ lại cho các mình nhìn nha. Em hôm nay em không mặc màu trắng nữa, đi cho nó nhanh. Màu ghi. Ghi hay chì đều được nhá. Màu trắng và màu vàng. Vàng được, lũ cũng được. Tại vì nó phối nu. Trắng, ghi và vàng, ba màu đẹp lắm. Comment cho em là set 96 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại MLXL. Set 96 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại MLXL. Giá niêm yết là 990k và chúng ta chỉ mua nó với mức giá 245.000. Ngon bổ rẻ chỉ áp dụng khách chia sẻ. Nhanh tay nhá. Hôm qua mẫu nhá các chị nhá. Đẹp là có thật các chị ạ. Rẻ cũng có thật luôn. Các chị mua set 96 này gần như là các chị được tặng cái áo rồi. Đây này, em lên cái này có S cho các sếp này. Đùa chưa? 60 cân mặc size L cho em nhá, chị Như Nguyên nhá. Cái like hôm 18 ấy. Hôm 18 Tết hôm cuối cùng ấy, em là em định like hôm 20 mà xong không like được nữa bởi vì sáng ra nhân viên thì em làm. Hôm qua chốt được bao nhiêu đơn, hôm nay ra khu nhập đơn. Ui dồi ôi, nó như cái núi.
khu nhập đơn. Quay về các bạn ấy làm được 30 đơn, quay về 10 đơn. Trời ơi, không đi được các cái đầu kho, kho vận chuyển, kho gốc ấy, kho à gọi là kho gì, kho của đầu phát ấy, họ khóa, họ không nhận hàng nữa, bởi vì họ quá tải, họ muốn đảm bảo rằng hàng họ đã nhận rồi thì họ sẽ phải giao trước Tết, và bây giờ vì họ bị quá tải họ không nhận nữa nè, thành ra là bao nhiêu hàng, cái này khách đặt nhiều vô cùng nhiều mà em phải bỏ lại vì không đi được, không đi được hàng cho khách, cho các chế mặc trước Tết. Thì bây giờ em bù lại, em lên lại bù lại các chị nhá. Nhưng hôm nào các bác nào mà không đặt trước Tết mà không được gọi điện chốt đơn hay là gọi điện rồi không đi được thì hôm nay chúng ta vui lòng đặt lại thì nó cũng không còn nhiều, nó còn ít. Cảm ơn Lam Thứ Hoàng. Chính vì hôm trước Tết mà bị ùn lại mất phân lửa hàng thì nó chủ yếu nó vào cái mã này, tại vì mã này lại gọi sau, thế là cuối cùng nó còn chủ yếu còn mã này, chứ còn hôm đấy em thiếu hàng của các chế nhiều vô cùng là nhiều, giấy nhiều vô cùng là nhiều. Em nhìn cái đống giấy không gọi được để đi đơn là một, hai nữa là giờ đống giấy đã đi đơn rồi mà cuối cùng lại quay lại, xót ruột vô cùng luôn. Tiếc ơi là tiếc, cái mã đầm đẹp quá để cho các chế diện Tết thì lại không kịp. Và bây giờ em lên nhá, bây giờ là có SML XL đó. Tuy nhiên màu đỏ thì có được có mấy con S nữa thôi là hết. Chờ em chút xíu. Đẹp không nào? Cho câu đi. Có đẹp không? Các chế cứ đi. Ngó khắp nơi đi xem. Có ai có cái đầm đẹp như thế này bán với giá của em không? Giá như của em không? Nào. Có thì bảo có luôn. Có thì cứ nói có luôn đi nào. Giống như chế nào hôm nọ ấy. Đầm này hôm trước nhà Kim Liên like cách đây mấy ngày, dính được đúng câu đấy. Em xem, em không mấy khi đọc comment, vô tình nhìn vào đúng cái comment đó và ngay khâu sau khi tắt livestream em xem đầm của mình đầm hã, mà sao họ lại cũng có, mà mình đã ôm hết rồi sao họ lại có. Hóa ra là hàng nhái. Rồi đây, chứ nào lấy comment nhanh tay cho em. 345.000 nhé, Nhung Nguyễn nhá. D348 ạ, mỗi cái đầm cổ vét này nhá. Có thấy Lê Hải Yến. Rất là êm, rất là phẳng, rất là sang luôn cái cổ. Ai đây? Mỗi cái đầm mà chúng ta được tặng kèm theo một cái bông hoa. Chúng ta có thể không thích bông hoa, chúng ta có thể bỏ ra. Hoặc chúng ta bông hoa này chúng ta được tặng theo rồi, chúng ta có thể cài vào bất kể một cái sản phẩm nào khác, ví dụ một cái áo vét. Có thấy thanh hàng. Di lê hay gì đó, một cái đầm khác. Đấy, màu xanh than này, dáng A vừa phải nhẹ nhàng, không bị kiểu cảm giác là bồng bềnh quá, xòe quá nhiều, là nhìn nhiều các chị lớn tuổi là ngại mặc. Nhưng mà kiểu dáng thì vừa lịch sự vừa trẻ, rất thực sự luôn. Đó, trẻ luôn, rất là trẻ, lịch sự. Chất vải là vải các cái lụa, may nét căng. May nét căng luôn, từng đường nét nhỏ một, từng chi tiết nhỏ một. Em có màu đỏ và màu xanh than, tay thì phối chất tơ. Rồi, các chế cũng sẽ nhận đầm này rồi, nhiều chế nhận đầm này rồi đúng không? Nó là D348, giá niêm yết của em nó là... Ôi dồi, chả nhìn được cái gì ấy, màu á. Em xem một chị xem nó niêm yết giá bao nhiêu đây. 860.000 ạ. 860k. Đẹp không? Đó, ngắm dần đi. SMLXL đủ size. Dáng tương đối chuẩn phết ấy. Kiểu cách nhẹ nhàng thanh lịch.
lịch sự. Đó. Thế nào lấy thì lên đơn cho em là D348 ạ, xanh than D348 đỏ. Đỏ này là đỏ nhung, đỏ giữa màu tông. Váy nào cũng đẹp mà rẻ giữa... quá. Chị chủ xinh, đáng yêu quá. Nhung PK. Cảm ơn. Rồi, chị biết rồi. Hôm nay xem like của chị hả? Màu đỏ trung tính, không bị tươi quá mà cũng không bị đô quá, để cho cảm giác nó bị tối. Màu đỏ rất là đẹp, giữa trung tính, giữa màu đỏ tươi và đỏ đô ấy, nó gọi là đỏ nhung. Comment cho em mã là D348 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại nhé. Giá của em này là 239k. Chị nào lấy thì nhanh tay nhé. Thay vì mình phải mua tận 800 mấy, gần 900 nghìn của hãng, thì chúng ta mua tại nhà Nhàn Trần chỉ có 239k thôi. Rất là xuất sắc. Em nói thật sự luôn, nó là một cái đầm mã đầm xuất sắc cực kỳ luôn. Về form dáng, về chất liệu, về đường kim mũi chỉ, về độ may, độ nét của nó có đầy đủ hết trong cái mã đầm này. Nó nét căng và không có điểm khiếm khuyết nào để chúng ta có thể chê được nó đâu. Từ chất vải, từ cái đường vắt sổ, đó. Từ cái tất cả cái đường nét may, rất là sắc nét. Đó, giá thì quá rẻ. Nếu mà chúng ta mà phải bỏ tiền ra mua một cái đầm nét đẹp như thế này, nét căng như thế này, thì thường là chúng ta phải bỏ tiền triệu hoặc gần 1 triệu. Bây giờ mua tại nhà Nhàn Trần chỉ có bao nhiêu? 239k thôi. Bác nào lấy nên đơn nhanh tay cho em là D348 kèm đây, size, đây. Kèm màu, kèm số điện thoại, xanh than và đỏ nhá. Em sẽ thử màu đỏ cho nhà mình, cho em qua mắt. Julo và Julo đặt. Mà em muốn lấy màu trắng mà không lấy được, phải lấy màu hồng, nên là họ hết rồi. Hôm trước là có đăng là bác nào thấy cái đầm giày này ở đâu, mách với thế nào, các bạn bảo vào Zulo. Thế vào Zulo thì may quá họ vẫn đang có. Em lấy đầm này rồi, đẹp lắm, nhìn vẫn chưa bóc tem. Sao vẫn chưa bóc tem? Vẫn chưa đến lượt, vẫn chưa đến lượt được mặc. Chắc là dép chứ gì. May ấm rồi á. Đấy, nhà mình nè, tốn vải lắm. Đây, kiểu cách này này, đấy. Đẹp không? Thấy bảo may ấm rồi đấy, cô bé vừa nói với em, may ấm rồi đấy. Đẹp quá. Em nói thật sự là em rất là tự hào về những cái mã đầm này. Đẹp, rẻ, là có thật, xịn sò. Nhà mình nhanh tay nhá. Comment cho em là D348 nào. Bông này chúng ta có thể cài nến trên, có thể cài ra ngực nhá. Các bạn ấy cài ở trên cổ, ve cổ này chúng ta có thể cài ra đây cũng được. Em được em tặng theo như này, vì các chị lớn tuổi không thích hoa hòe rườm rà, chúng ta có thể tháo ra, nó là bông cài. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là D348 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. SML XL 2 màu. Tuy nhiên thì size S hơi bị ít cho nên chúng mình phải nhanh tay nhá. Đấy là các bác size S, tại vì là em có ít mã có đầm size S. Con mã này có size S cho nên là các bác S là phải nhanh tay đấy. Ai lấy thì comment nhanh tay cho em. D348 xanh than, D348 đỏ, kèm size và kèm số điện thoại cho em nhá. 239k một cái đầm xuất sắc. Hôm nay chưa đi Trần đi cùng với anh đấy. Thế à? Bạn này chuyển sang mảng đấy à? Yeah. Cô bé vẫn trẻ lắm. Yến xào bán tốt hết. Thế à? Lợi nhuận cao lắm. Thế mình lại bán. Chờ em chút xíu nhá. Bây giờ em sẽ lên cho nhà mình một cái áo sơ mi, mỹ lệ chân váy. Xong thì chúng ta lên bộ vest. Ui còn nhiều lắm. Thế các chế còn muốn em xem áo nỉ không? Có thì ý kiến nhá. Anh Trung đúng không? Sao em biết? Em xui đi Trần đây. Cái hằng nó nói như sao? Nó đi nói là đi với anh Trung chứ sao? Không, nó bảo em nhìn thấy anh trên live rồi. Và thế hóa ra anh cũng nổi tiếng ghê nhỉ? Chiều thế. Đây này, cái set này về được ép đây này, bông đâu rồi? À này, có một vị khách mới nhà em, một vị khách nhà em mà
mà lấy được đặt 4 sản phẩm toàn hàng xịn. Nguyệt bảo thế, Nguyệt thì em bảo thế, toàn hàng xịn, đặt được 4 sản phẩm, trong đó có cái đầm này, à đầm D288, đến không nhận hàng và ăn cắp mất bông. Ăn cắp mất bông quá, Nguyệt nhà em nói thế đấy. Chị nào ở đây thì tự biết nha. Em cài cho chị cái bông. Chị ơi có lên chân váy không? Không. Chưa chết rồi, tại chị rồi. Thế mai sửa kia là được không? Mai sửa trên máy là được. Đúng không? Không, phải rửa đây này em ơi. Tí nữa em làm. Em phải rửa đây. Chứ tại vì ấy trên máy chưa làm, chưa nhập. Hả? Ok. Thôi nhá, em dơ thôi nhá. Cái này em like rồi, phải nói là cháy hàng vô cùng luôn. Đây là tại vì các đơn không đi được đấy. Chốt xong không đi được á, không dịch không đi được. Với lại bạn ấy gọi cho em là bạn sót được mười mấy bộ. Thế là em lại mang về thì là cộng với lại cái số số mà không đi đơn được, thành ra là nó còn một chút xíu thôi. Thì cái màu xanh này thì hình như là đủ size S, M, L, X. Màu... Nói chung là không biết là nó còn size như thế nào được, các chị cứ đặt đi. Set 281 nhá. Có cả màu ghi nữa, màu ghi thì chỉ còn XL thôi thì phải. Còn ít lắm. Chất của nó là dạ tất. Cái này là hàng của LT nha đúng không? Hàng của LT. Rồi để xong em lên áo khách cho các sếp. Hàng của LT và của ha của MH Mango đấy, nó cùng một đấy, cùng một hãng đấy. Nếu mà các chế mà ấy thì mai em đăng hình cho các chế mẫu mặc đẹp vô cùng. À, ví dụ đây là màu ghi nhá. Màu ghi thì này em chỉ còn là ba bộ XL thôi. Màu xanh thì thôi cứ bảo là có S đi, biết là có S, M, L, X, chẳng biết là còn hay không, còn thì mình thấy không còn thôi nhá. Màu ghi thì còn XL này. Màu ghi chỉ còn XL thôi. Xanh thì đen thì S, M, L, X. Nhưng mà có ít lắm. Đấy, bác nào lấy được thì nhanh tay, bởi vì thật ra là các bác hỏi rất nhiều sau khi em like cái bài like cái set này, hỏi nhiều vô cùng luôn. Nhưng mà lúc đó cũng chẳng kịp đi đơn cho các chị nữa nên có hỏi em cũng phải bó tay, mặc dù hàng còn nhưng không đi đơn được nên là em phải bó tay. Set này á 245.000 luôn, chất dạ tách của LT. Giá niêm yết của họ cũng cao lắm. Đâu rồi? Cũng hình như là 900 mấy một set đấy. Màu ghi này thì nào? Set này đẹp, em mua màu đỏ từ năm ngoái, đắt lắm. Đắt lắm. Hôm nọ có chị nào chị bảo chị mua 600 mấy đấy, 660 hay là 700 gì đấy. Màu năm ghi... ngoái em vẫn bán giá này mà. Ai bảo thế? Năm ngoái đấy, chắc là năm ngoái hẳn chứ không phải là vừa xong. Màu ghi thì chỉ có XL thôi. Màu đen và màu xanh thì có F, M, L, X. Em cũng không nhớ chính xác đâu. Mà biết là... Đó, nhưng mà nó có ít thôi nhá. Tôi dơ thế, ghi hộ em là set 281. Set 281 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại là được. Đấy, hàng thì đẹp vô cùng, không cần phải bàn. Không cần phải bàn. 245.000 nhá, nhà mình nhá. Cái này thì rất là nhiều chế không đi đơn được. Và các chế có những cái chế thì gan rồi bảo là không đi đơn được, cứ giữ đơn đó để ra Tết rồi ship cho chị. Thì có những chế thì kiểu chưa mua hàng nhà em bao giờ cho nên là mới lại để lại và bảo là thôi hủy, lúc nào chị đặt sau. Nhưng mà thực ra là các chế lên gan, chứ bởi thực ra những cái hàng này là mình săn được. Mã là set 281 cho em nhá. Mình săn được chứ không phải là nó sẵn để mình mua. Nếu nó sẵn thì là chúng ta nay không mua thì lúc khác mua. Nhưng mà những cái này thì nó vào diện là mình hôm nay không lấy thì chẳng có cơ hội lấy nữa. Nó là dạng như thế. Rất là dạng như thế. Không có cơ hội lấy nữa, bởi vì giá của thành của nó đã là giá rất là ngon, bổ rẻ. Chứ bình thường giá của nó đắt. Đắt, rất là đắt. Ai đấy thì comment nhanh tay cho em là set 281 nhá. Màu ghi lúc nãy em dơ là còn XL, còn hai màu này đen và xanh lam. Thì chúng ta sẽ có S, M, L, X. Tuy nhiên thì nó không có nhiều đâu, có ít lắm ạ. Rồi bây giờ em nên vest không, nhà mình mua vest không nào? Từ nãy giờ anh có thấy khách bảo không? Vest không hay áo nỉ không? Xem vest nhá.
Rét vét thì em phải đợi em mặc cái áo dây cho nên nó hơi lâu lâu chút xíu, chờ em chút xíu. Các chị chờ một tí nhé, nhà em lên xếp vét cho các chị. Vì các chị đi làm công sở thì chắc chắn là sẽ phải cần đến nó. Em sẽ lên xếp vét cho các chị nha. Sau đó tiếp tục xếp vét thì xong em sẽ lên chân váy cho các chị. Lên chân váy và áo đúng không? À, em mua từ đợt nó mới ra, chị nhà chưa có, phải mua nhà khác đặt. Đắt, rồi ok em. Cái gì nhỉ? Đây, nên cho nhà mình cái mã này. Một nhiều không để anh biết gần chỗ. Có ít không anh ơi? Anh nhận mỗi mỗi size độ 560. Còn Huyền đã lấy chục set rồi còn đâu. Này hôm nay hơi bị lạnh nữa các chị ơi, sau cái like này mà ốm thì dở hơi đấy. Đẹp quá trời. Chân váy thì có em chưa chuẩn bị nhiều đâu, có CV35 vẫn còn, CV65 thì hết. Em chưa chuẩn bị nhiều chân váy. À, có rất là nhiều rồi nhưng mà hôm nay em lại không mang đến đây. Vẫn ở dưới tầng. Có gì thôi để like sau em lên nhá. Nếu mà bác nào mà đang hóng chân váy thì không cần, để like sau em lên. Tại vì nhân viên nghỉ, nhân viên là người soạn hàng nghỉ, thành ra là em không nắm được. Thế anh thấy là em không dám like. Rồi cái mã áo mà em rất thích. Em rất thích cái họa tiết này này. Cái họa tiết này thì cái màu này này là nhà rất thích. Nói thực sự là nó tôn da đấy, nhưng không phải đâu, tôn da lắm, bởi vì nó phối giữa các cái màu xanh này với màu vàng này này, màu vàng đồng đồng này với lại màu xanh này này, thế nên là nó không làm cho mình tối da đâu, không bị làm tối da đâu. Cái mẫu này này, cái áo này này em thích lắm. Chị Lê Hảo ơi, có thể là kịp nhá, nhưng mà chị phải chủ động mai gọi điện cho nhà em mai để được chốt đơn sớm. Mai tầm 7:30-8 giờ chế gọi điện cho nhân viên nhà em để làm đơn trước nhá. Làm đơn trước thì mai ra thì kịp ạ. Rồi, chị cần đến hôm nào? Thứ 7 hoặc Chủ nhật. Mai thứ 6. Thế thứ 7 Chủ nhật là được. Nhưng mà mai phải làm đơn luôn. Nếu mà chiều mới làm thì có thể là nó lại nối mất rồi. Cổ nơ và tay nỡ, chúng ta đã có cái dạng áo như thế này rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta ở tay cộc và bây giờ thì em cung cấp cho các chị tay nỡ. Cái mẫu này cũng là chất lụa Pháp và giá thành của em này thì được mềm hơn, bởi cái cổ nó làm đơn giản hơn cái cổ Đức kia. Chế nào đấy thì nên đơn cho em. À bao nhiêu? A65 xanh và A65 vàng nhé. Chị Tuyết Đặng Thị. A65 xanh và A65 vàng nhé. Nó đẹp vô cùng thì cái mã áo này. Chúng ta sẽ có giá ngon bổ rẻ thôi. Các mình ạ. 110.000. Comment nhanh tay cho em là A65 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Chất lụa Pháp, về chất vải không bao giờ phải bàn. Về màu sắc không em nói thật nhiều. Sự là rất là xinh. Không nhăn màu. Nhiều. Màu sắc này rất đẹp. Có không điều. Không mai xù các chị nha. Màu này là màu qua tuyển chọn của bao nhiêu con người đấy. Không phải là một mình nhàn đâu. Bao nhiêu con người duyệt nó đấy. Màu này là một cái màu rất là sang, dễ mặc, trẻ trung. Chế nào lấy nên đơn cho em là A6 cho chị A65 à. Cảm ơn chị Hoa Lụ. A65. Hàng nhà là rẻ và chuẩn nhất đấy. Chúng ta sẽ có màu vàng này nữa nhá, các xem nhá. Rồi tí nữa nhà sẽ mặc màu vàng cho các chế. CV dập ly. Em sẽ có giá ưu đãi cho các chế trong cái line này.
còn 169k CV dần lên. SMLXL. Hôm nay bán hàng chỉ lãi các chị cái tình cảm thôi nhá. Lãi cái tình cảm thôi. Không lãi gì đâu. 169k CV dập ly, comment cùng số điện thoại cho em kèm size nữa nhá. Em có màu đen này đủ size SMLXL, có màu nâu thì bây giờ màu nâu chỉ còn SML thôi. Hay là còn chẳng có L nữa ấy. Màu nâu em còn ít lắm. Tí nữa em sẽ mặc nâu cho các chị. Đó, cái áo này nhẹ nhàng này, trẻ trung này mà đẹp. Nó thật sự rẻ, đẹp. Hoa văn cổ điển. Hoa văn này đẹp luôn. Cái hoa văn này cũng là cái này sang. Chị nào lấy comment trên tay cho em là A65 xanh, A65 vàng. Em sẽ thử màu vàng cho các chị. Bây giờ em cứ thử luôn cái A65 này với một cái chân váy. Chị nào đặt CV dập ly thì các chị cứ đặt ạ. CV dập ly. CV dập ly thì cực kỳ đẹp. Không bao giờ phải bàn rồi. Nói chung là một cái mã CV dập ly này mấy cái quần Q56 là hai cái mã mà em thấy nó phê. Bán hàng vài vạn chiếc rồi các chị nha. Đó, đẹp lắm. Eo mặc cái này vào là mông là chuyện bảo là không có mông thành có mông ấy, cong vút cong veo luôn ấy, eo cực kỳ luôn. Em thật sự là rất thích nó bởi vì cái tôn dáng và cái che khuyết điểm của nó rất là tốt. Cái phần này này là cái phần mà nó thiết kế vừa ôm vào bụng thế. Các chế chớ dại mua cái loại chân váy mà nó dập ly này, nó dập từ cạp này trở xuống là nó sẽ làm phồng ngay cái bụng của mình lên. Các chị cứ hình dung cái quần mình mặc á, mình mặc cái cạp xong bao giờ là nó cũng bị thắt một chút xíu vào. Nếu mà nó chạm tới cái mỡ bụng của mình thì nó sẽ rình tụt đúng không? Còn nó thắt một chút xíu vào thì nó mới ở đây với mình. Nó không có rình tụt xuống thì sau khi mà mình dập ly cái thì cái phần dập ly bình thường để bình thường nó đã rình phồng lên rồi. Nói chi nó lại ở ngay dưới cái chân cạp này, nó phồng ngay cái bụng nên nó làm đáng lẽ bụng mình của mình không xấu mà nó thành bị xấu. Đó, thế nhưng mà cái này thiết kế thì nó che được hoàn toàn được cái khuyết điểm đó. Mặc cái chân váy này thì vừa trẻ này, vừa tôn dáng này. Đó, em bán cái này thì nhiều vô cùng. Nhưng tuy nhiên em tin rằng cũng có những chế chưa có. Em bán nhiều vô cùng và bán hết năm nọ sang năm kia. Nhưng mà em tin rằng cũng có những chế chưa có. Hoặc chế nào có rồi thì tham khảo thêm màu nhé. Bởi vì em có màu nâu nữa. Hôm nay giá ưu đãi chỉ có 169k thôi. Rồi, áo thì là 110.000 nhá. A65. Chân váy là CV dập ly. A65 xanh. Bây giờ em sẽ mặc thử với màu này cho các chế nhìn. Chân váy dập ly này em có hai màu nhá. Màu đen và màu cà phê. Các chị comment rõ cho em là CV dập ly kèm màu và kèm size nhá. Chị nào chưa biết size của mình mặc là size gì thì các chị vui lòng để lại cho em cân nặng chiều cao và kèm số điện thoại. Nhân viên thì em sẽ gọi điện chốt đơn và tư vấn size cho các chị. Mặc vừa đẹp thì mới chuyển hàng. Đấy, các chị nhá. Còn hỏi bây giờ hỏi em mặc size gì thì là không thể cứ để tư vấn số điện ngay thoại cho các chị được đâu. Nhân viên nhà em sẽ gọi điện để tư vấn cho các chế chuẩn, thậm chí đo eo đo những thứ cho các chị. Thế còn ví dụ mình ở nhà mà muốn rất là chuẩn đấy thì mình nhớ đo eo đi. Đo eo trên rốn khoảng 6 phân để mình mua đồ sẽ dễ hơn cả nhá. Nấy thì không có thước dây thì mình lấy bất kể một cái dây gì mình vòng qua eo của mình ấy. Trên rốn 6 phân xong thì mình lấy mình cái đấy cái mình giữ cái đoạn đó lại. Xong rồi mình cầm cái giờ đoạn dây đó mình lấy thước kẻ của con mình đo cái đoạn đó. Là nó sẽ ra đấy, mình không phải là không nghĩ ra lại cứ nghĩ rằng là mình cứ phải có thước dây mới đo được, không cần đâu ạ. Bất kể một cái dây nào chúng ta cũng đo được cái eo của chúng ta. Xong mình lấy cái thước kẻ của con đấy, tay lỡ này. Tay lỡ rất là trẻ. Chị nào lấy thì comment cho em. Cái màu này thì tôn da lắm. Tôn da thực sự. Còn cái màu kia thì cũng không bị ám da đâu. Cái màu xanh kia không ám da đâu. Nói thật luôn ấy. Em thì em bị phê cái màu xanh. Em là em rất thích cái màu xanh kia. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cái này em đã bị kết nó rồi. Và em mà sẽ tìm cách để thiết kế những cái áo bằng cái chất vải đó và bằng cái màu sắc đó, bằng cái họa tiết đó. Rồi đấy, A65 màu vàng, gọi là màu vàng nhưng mà màu nó thực sự đẹp bởi vì cái màu nó đây mới là màu vàng chuẩn. Còn đây màu nó giữa màu vàng nu hồng đẹp lắm. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em nhé.
A65 có 110.000 thôi, giá ưu đãi đấy mà nha các mình nhá. Bình thường là em sẽ bán giá cao hơn một chút xíu nữa. Nhưng mà hôm nay đầu xuân em đã bảo ưu đãi các chế mà. Xanh nhá, vàng nhá, A65. Bây giờ em sẽ thử luôn cái chân váy dập ly màu nâu cho các chế ngó. Chế nào có chân váy dập ly rồi thì sau đó thì chắc là sẽ biết được sao nó đẹp nha. Thế còn chế nào chưa có thì nhớ săn lấy một em trong tủ đồ của mình để mà có cái chân váy dập ly. Vừa lịch sự này, không riêng gì nhàn mặc như thế này đâu. Các chế có thể mặc với một cái áo kẻ thụng màu sáng, mặc trẻ lắm, mặc như thế rất là trẻ. Hoặc các chế có thể mặc cảm với ơn. Bất kể một cái áo vest bông nào với cái chân váy dập ly này, bởi vì nó che khuyết điểm rất tốt ở cái phần eo, cho nên là mình nếu mà mình thích cái phong cách set mà chân dập ly với áo vest lôm ấy thì cái chân váy dập ly này mình không cần phải tốn tiền mình mua những cái set dập ly đấy, mà mình chỉ cần mua cái chân váy này mình có thể phối với bất kể một cái áo sơ mi nào, và hai nữa chúng ta mặc với vest lôm là chúng ta sẽ thành một cái set rất là mình đẹp vẫn rồi. Tiết kiệm được mà đấy. Lại vẫn sang vẫn đẹp, nó đẹp. Chứ mà mình thường mình mua cái set kia thì những cái set đấy nó chúng ta chỉ mặc set với nhau, chúng ta mặc cái chân váy rời ra cái là chúng ta sẽ bị lộ hết cái khuyết điểm cái vòng bụng này, bởi vì họ làm mỗi cái cặp thôi, mỗi cái cặp bình thường và họ dập ly từ đây rồi dập ly xuống và cái bụng của chúng ta sẽ bị phùng lên rất là xấu và sẽ xấu hết cái phần bụng của chúng ta lại. Đáng lẽ bụng của ta không đến nỗi xấu thế mà vì mặc như thế mà nó sẽ thành xấu, nhưng mà cái này thiết kế của cái này nó che khuyết điểm hết rồi cho nên chúng ta không phải lo. Áo nhá, em sẽ thử cho nhà mình cái CV dập ly màu nâu, xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang áo vest, và xong nữa thì em sẽ lên cho nhà mình ít áo vest. Bây giờ là bộ vest, xong thì đến áo vest, xong thì đến áo nỉ nhá. Quần vẩy em vẫn còn. Hôm áp Tết là bạn ấy dọn kho là em lại ôm được thêm một chút xíu, cho nên là các bác mà đấy có những chế bảo em là ui em hôm Tết rồi em mới có thời gian để em thi thoảng em vào check mét một chút xíu thì em thấy các bạn ấy, các bạn các chế khen quần vẩy em quá trời khen luôn đúng không? Tiếc ơi là tiếc chị Nhàn ơi. Thế giờ lên cho các chị đi. Kêu này, tiếc em bỏ sang bên kia. Tiếc ơi là tiếc chị Nhàn ơi, quần vẩy đẹp quá mà em lấy được mỗi một cái. Hôm đấy là mình người nhân viên nghỉ hết rồi thì em mới bảo em nhìn thấy thì em mới check vào đấy thì em mới bảo em cứ đặt đi chị vẫn còn. Thế là em bảo ui thế à, để phần cho em để ra Tết ship cho em nhá. Thế chả biết là mấy hôm vừa rồi nhân viên nhà em, hai hôm vừa rồi nhân viên nhà em check được từ đâu đâu. Nhưng mà đấy, bao nhiêu là cái comment khen quần vẩy đẹp. Bao nhiêu đấy, là cái mặc luôn cái được. Không ngoài này rồi em ơi. Lâu không được lên like, hôm nay lên cái gì cũng muốn lên cho các chị. Bán hôm nay là phải hẹn các chị về tầm 4 đến 5 hôm nữa mới lại tiếp tục có mặt nhá. Các chị nhá. Hôm nay cái lượng hàng hôm nay thì quá là trời luôn. Nó lại có quà tặng. Đấy, lại có cả quà tặng. Nào mà sẽ đâu. Bọn em phải kiểm tra. Phải kiểm tra tường của các chế. Các chị có chia sẻ không? Cho nên là nó sẽ lâu hơn bình thường. Có quà là phải kiểm tra đấy. Cho nên là số lượng đơn thì nó lại nhiều. Nó làm nó sẽ chậm hơn. Đấy, các chế nhìn. Đẹp không? Đẹp, nói cô đi. Gọi điện chủ động gọi điện trước để chốt đơn nha. Đẹp không nào? Nói là câu của chân váy nhà em đẹp không? Áo xấu gì chị, các chị cứ phát biểu là xấu. Đó. Nói mà câu nhất đi. Là chị nào mua được rồi xấu bảo luôn là xấu. Nói câu đi chân để thành cho đi. Khách nhà em người ta phát chưa biểu mua chân người ta thành biết. Đi. Nếu như nói xấu thì để các chị chưa mua các chị không mua nữa. Rồi, chế nào lấy thì comment cho em mà CV dập ly màu nâu thì em không còn xe to đâu. Em hết rồi. Màu đen thì mới 169.000 nhá, CV dập ly nhá. Màu đen thì mới bù size, cho nên là nó có hàng, nó có size S, M, L, XL. Còn màu nâu thì không bù cho nên là nó hết rồi. Nó còn có tí tẹo à. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là CV dập ly nâu, CV dập ly đen kèm size kèm số điện thoại cho em. 169k giá ưu đãi chỉ có trong này này. Áo thì A65 xanh, A65 vàng 110.000.
chất lụa Pháp. Áo là 65 ạ. Chân váy là CV Dập Ly, viết tắt cho em là chân váy là CV Dập Ly. Chúng ta đừng về bắt bớ, bắt lỗi là bắt nọ bắt kia là bà phải là cái tóc này hay cái tóc này nhá. Em không tính đâu nhá. Nếu mà cứ đòi phải tóc nào là thôi khỏi phải mua. Chị hủy đơn luôn. Khỏi phải mua. Em là sẽ đợt về mỗi một đợt làm nó còn cái tóc nào là phải may phải làm cái tóc đó. Chứ mình không có không chờ được mình khách thì đang rất cần hàng mà cứ đòi đúng cái tóc này để mới may thì là sẽ không có hàng để trả khách. Cho nên là nhiều lúc là đang có tóc này thì là phải may tóc này, mà đến lúc không có tóc này, đang cái tóc này thì cũng phải thực ra cái tóc tròn này đắt hơn cơ. Đắt hơn nên vẫn phải chịu. Tại vì cái chạy vòng quanh này nó toàn bằng đá, nó gắn vào trong này, nó gắn vào trong này. Rất là dày luôn đấy. Chân chị... váy này đẹp lắm. À chị My Hạnh Nguyễn có rồi đúng không ạ? Nhiều chị có rồi. Các chị phải công nhận với nhà một điều không thể chê được một chân váy này đẹp. Quá đẹp. Hôm Tết chị vừa diện chân váy Dập Ly với áo A39 đỏ. Đẹp nhức đầu luôn. Ôi trời. Xin cảm ơn chị Tuyết Anh nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Thôi em cảm ơn cơ chế. Đấy. Chân váy CV Dập Ly lâu, đấy, CV Dập đen, CV Dập Ly đen lâu. Rồi nha. Áo thì A65 nhá. 110.000 thôi, CV Dập Ly giá ưu đãi 169 em qua mạng nhé. Cái chân này là tại sao nó lại nên những chủng đấy tiền. Nó quá rất tốn vải. Và em thì em đặt hàng xịn. Em đặt loại vải xịn chứ em không đặt ấy có cái loại vải mà nó rất là rẻ. Leo ít lủng các thứ thì Xneo hay không phải Xneo mà nó là dòng dòng cái gì mà nó khô khô nó em không biết tên đâu, cái hàng đấy nó rẻ lắm. Thì em không làm mà em đặt hàng hẳn hàng xịn cho nên là nó vải hai biên vải, này em. Vải vải các cái lụa đấy. Rồi. Bây giờ thì em sẽ lên bộ vest cho nhà mình nhá. Đấy thì mình đang tiện áo lên vải đi. Lên vải đi. Vải mặc sơ vin được đâu? Không sơ vin à? Ôi cái quần vải nhà em đó các chị á, đang chân ngắn ngắn thành chân dài thế mới tuyệt chứ. Đây này. Hôm nay em chỉ có kịp chốt mỗi một cái máy này thôi này. Còn một cái máy kia để ngày mai chốt nha các chị nha. Không kịp luôn. Thế mà em chốt độc có một máy mà các chị biết là nó bao nhiêu cái đống giấy như thế này thì các chị biết là như thế nào. Mỗi một đơn là nó chỉ có một cái tờ này thôi các chị ạ. Mỗi một đơn chỉ có một tờ này thôi mà em chốt ra từ lẫy là hàng bao nhiêu đống giấy mà mới chỉ có chốt một máy thôi nha. Còn một trang nữa em chưa hề chốt một tí nào luôn. Cảm ơn Hồng Gấm Hoàng nha. Cảm ơn em rất nhiều. Chân váy Dập Ly các chị coi em men cho em, viết tắt cho em là CV Dập Ly. Mới mua hàng được một lần nhưng thấy ưng và đẹp. Cảm ơn chị Đặng Anh ạ. Cảm ơn chị rất nhiều đã ủng hộ với cho shop nha. Các chị mua hàng lần đầu tiên là khách mới nhà em. Nếu như mua hàng nhà em ưng với cái sản phẩm, với giá thành của nhà em thì các chị xin các chị hãy chia sẻ trang của nhà em cho các bạn bè và người thân của mình nhé. Để được mua với cái sản phẩm giá tốt và chất lượng các chị nhé. Dẹp quá nhà mình ơi. Em dẹp. Mai liệu có ốm không đây? Trong Tết bị hoàn lại một đơn áo vest, tiếc quá vì hôm đó không cầm điện thoại, người ta chuyển hoàn luôn. Ôi đẹp quá đi. Cái này là set vest 808 của nhà em đó. Ui em dép. Hôm nay em bán tặng các chị nhá. Chia sẻ cho em nhiệt tình chưa? Bán tặng đấy. Em đang dép. Em chỉ lên một vài mã nữa là nghỉ, xin phép nghỉ các chị nhá. Dép quá. Vì cái số lượng đơn hôm nay nó nhiều quá rồi. Đẹp không lắm. Không thể làm được cho các chị nữa. Đợt này hôm nay em chia, nên em tin rằng là không có hàng để giả đủ cho các chị đâu. Cho nên là mình phải nhanh tay để đặt.
và phải chọn nhiều mã vào. Hôm nay giá đặc biệt mà, giá tri ân mà. Hôm nay nó cũng chẳng còn hàng nữa, còn ít lắm. Cho nên là đây, nhanh tay mà đặt đi, set vest 808 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Em có vàng bò, em có cà phê và em có màu đen. Màu xanh lam không lên nữa, xanh lam còn ít quá không lên. Thì bây giờ là còn đen, vàng bò, cà phê. Cà phê đủ size, vàng bò đủ size, đen chỉ còn ML. Các chế nhện đấy, bộ vest đó. Cái này thì rất nhiều chế nhận rồi, nó đẹp, nó nét căng, nét từng ly từng tí một. Đứng gần cho các chế nhìn. Đấy, cái vai áo, cổ áo, nét lắm. Đó, kiểu váy cách. L nhà em thì thường là eo 82 đổ về nhá. Đến eo 78 là đó, các chị mặc được XL. Giờ hết cả ruột bụng lên cho các chế xem dáng quần nó đẹp không. Nó đẹp quần, nó đẹp áo, rồi nó đẹp từ vải, rồi nó đẹp từ đường kim mũi chỉ trở đi. Nó độ nét của nó có nhìn thấy luôn, rõ ràng luôn. Set vest 808 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em hôm nay có giá sung sướng cuộc đời bán tặng trong hôm nay. Bác nào không đặt được trong hôm nay đừng có buồn, đừng có buồn. Ngày mai xem lại live stream bạn, đừng có hy vọng đặt được cái giá trong nay này nhá, nhớ hộ em. Set 808 cho em ạ. Set 808 kèm set size, kèm màu vàng bò, cà phê, đen. Giá đặc biệt. Cái này em đã bán cho các chế là 369 đúng không? Đúng không? Hôm nay em sẽ bán tặng các chế. Chào chị Chi Lê. 329.000. Ok chưa? Nhanh tay mình có đơn nhá. 329.000 được set vest xịn như thế này đây này. Xịn lắm đấy. Giá niêm yết của nó thì không bao giờ phải bàn bởi vì giá niêm yết rất là cao. Và em bán được các chế thì em đã bán 369 rồi. Và em bán bao nhiêu là bao nhiêu rồi. Nhiều lắm luôn mà các chị còn phải trong Tết chị tranh nhau, tranh nhau, tranh nhau. Đen này mặc thích lắm. Nguyễn Khánh Hòa, cảm ơn chị rất nhiều. Đó. Đẹp lắm đấy, em thử màu khác nhá. Chị nào nhận được cái set vest này rồi màu cho em. Màu đen không còn nhé. XL nữa đâu ạ. Màu đen hết XL rồi. Đen chỉ còn ML thôi. Bây giờ em sẽ thử cái hai màu còn lại, nó còn đủ size. Nhưng mình phải chú ý hộ em cái điều đó. Màu đen không còn XL nữa nhá. Đấy, dáng nó đẹp từ quần cho đến chất vải. Dáng quần cũng đẹp, dáng áo cũng đẹp. Và đường nét của nó thì không thể chê vào đâu được. Nào lấy comment cho em. Đây, vàng bò, cà phê. Bây giờ nhà sẽ mặc nên cho các chị nhìn nhá. 329k thôi. Chỉ đặt trong live này được cái giá này thôi nhé nhà mình nhá. Các chị đặt sau live không có giá này các chị nhá, thông cảm. Đặt trong cái live này thôi ạ. Và nhớ chia sẻ live cho nhà em thì mình mới được chốt với cái giá ưu đãi này nhá. Nói thực sự là dạo này em tự tin lắm bởi vì hàng nhà em nó đẹp, càng ngày nó càng đẹp, giá thì càng ngày lại càng rẻ. Em mua set này rồi mặc đẹp lắm, Linh Chi, cảm ơn em rất nhiều. Thôi chị mặc một màu thôi để nhìn dáng thôi ạ, hồng gấm ngoài. Ừ đúng rồi. Ok. Nhiều chế để cứ đòi mặc cơ. Nhiều người không mặc vào người là không chịu tốt. Không cảm nhận được xong là cứ chốt đổ hết vào cái màu mặc luôn, ấy khổ thế. Cảm ơn em. Nhiều người là cứ nhà mình mặc cái màu nào. Mặc màu nào chỉ chốt đó, cái màu đó thôi, màu còn lại là bỏ. Thế nó mới khổ. Nên là đâm ra nhà em cứ phải mặc hết màu là vì như thế. Đẹp không? Nhà mình đó. Trời ơi, dáng nó đã đẹp rồi. Chất vải nó xịn, đường may thì nét căng đấy nhà mình không, nhìn. Chị chỉ cần nhìn, nhìn sơ qua thôi là đã biết nó hàng nó đẹp hay không rồi. Đó, đúng không? Đấy, vai các áo. Chị nhớ nhá, màu đen là không có XL đâu ạ, chỉ có ML thôi ạ. Đó, màu cà phê nhá, ML, XL. Thì mình lên đơn nhanh tay, không là đơn đấy không
không trong cái line này là mình không mua được cái bộ vest nào gì rẻ mà xịn như thế này đâu. Chúng ta ví dụ như em nhớ nhà Hạnh Vũ là line là một bộ vest là tận 490k. Mà em nói thề với cả nhà, thề vest đẹp bằng nhà em nó chặt đầu luôn. Thề luôn, không thể nào so được bằng vest nhà em. Vest nhà em 10, hoặc vest của họ chỉ đạt được điểm 5 thôi chứ không đạt được đến điểm 7 nhá. Mà bán tận 490.000 một bộ. Rồi, chứ nào lấy nên đơn cho em. Chết này mình mua rồi, chuẩn, size và dáng đẹp, Nga Hòa. Cảm ơn chị Nga Hòa. Ghi hộ em là set 808 ạ, màu cà phê nhé. Set 808, kèm màu và kèm size, kèm số điện thoại giúp em nhé. Set này có S không? Không có S. Xin lỗi chị, set này không có S nhé, chỉ có MLXL thôi ạ. Màu đen nhà em chỉ có ML, không có XL. Còn những màu còn lại là nó đủ size từ M lấy L. Nữa đợi em lên vest của LT cho nhà mình sẽ có S nhá. Sẽ có S. Tí nữa sẽ có áo vest giờ cho các chị nhá. Áo vest của Na. Áo vest của Na, áo vest của LT. Đấy, toàn đồ nhà hàng. Nhà em bắt đầu chuyển sang cái năm nay. Các chị yên tâm là nhà em sẽ bán những hàng hàng thương hiệu nha các chị nhá. Hàng hãng nhà em mới bán. Còn nếu không có tên tuổi nhà em bây giờ loại bỏ hết, không bán nữa. Các chị yên tâm. Đến với nhà Trần bắt đầu từ năm nay 2022 cũng không hẳn là sẽ... như thế. Em sẽ vẫn có hàng vì không phải hàng hãng, nhưng mà sẽ một ít thôi tốt. Một ít thôi mà em thấy hàng nó đẹp mà giá nó mềm thì em vẫn bán, nhưng mà ít thôi. Chủ yếu em đi hàng thương hiệu nhá. Đi hàng thương hiệu có giá thì chúng ta vẫn mua giá bình dân. Đấy, vẫn mua giá bình dân. Còn đi hàng toàn hàng xịn đấy, em đảm bảo là em sẽ cố gắng hết sức này là phục vụ được các chế cái cách đó. Bình thường chúng ta mua hàng hãng nó phải giả tiền hãng đúng không? Nhưng ở đây không, sẽ mua hàng hãng mà giá bình dân mới sướng. Rồi màu này đẹp không cả nhà? Tồn da dã man, màu đẹp không? Đủ size MLXL. Comment cho em là set 808 vòng bò, set 808 cà phê và set 808 đen. Đủ size và giá thành thì như chúng ta đã nghe rồi đó, 239k. À xin lỗi, 329k. Nhớ hộ em là chỉ áp dụng cho cái line này thôi. Và khách có chia sẻ livestream thôi, không chia sẻ livestream không có đơn. Em rất là tự tin với những bộ vest này, bởi vì cái này thì của HG thôi, nhưng mà cái này là em được trực tiếp gặp gỡ thợ may chuyên may đồ hãng. Chỉ có mỗi cái đợt năm vừa rồi có Covid mà nhẹ họ mới tiếp cận được để mà may đấy, để mà nhờ được cái họ may cho đấy, không thì chả bao giờ nhờ được, thật luôn đấy. Đó, một cà phê nhá. Trưởng may đó người ta đã ký hợp đồng với các hãng rồi, của các hãng rồi, nên người ta không thể là làm cho mình được. Nhưng mà có rất may là vì vừa rồi Covid nên là các hãng không đủ, không bán được hàng, không đủ việc cho họ, nên là em mới tiếp cận được đó. Đấy. Em mới tiếp cận được đó. Bởi giá thành của họ cao lắm, giá thành của họ cao lắm. Họ may nét lắm, mà bây giờ em nói thật sự là em đã là thợ may mà. Bây giờ chị Thanh Nguyễn đặt lại đi ạ. Vì trong Tết là có thể là cái chỗ chị là nhà em không chuyển được. Đấy, cái kho đó nó không tiếp nhận hàng nữa nên là em không chuyển được cho chị nhá. Bây giờ chị đặt lại giúp em. Bình thường ấy họ may đồ ấy, các chế phải hiểu nhá, đồ hàng hàng gia công ấy, hàng gia công nghĩa là hàng chợ ấy, thì tiền công may của một cái quần, một cái áo, một cái váy nó chỉ 10.000 thôi. Em nói thật luôn ấy, chỉ 10.000 thôi. Nhưng mà nếu mà công may của hàng mức chung ấy thì công may nó rơi vào tầm 60.000, 4 đến 60, tùy những sản phẩm. Có áo sơ mi, có thể là váy, có thể là quần, 4 đến 60, 65, thậm chí 70, nó rơi vào tầm đấy. Đấy là công may của hàng mức chung, hàng mức chung. Còn công may của hàng hãng, các chị biết nó bao nhiêu tiền không? Hàng gần 200.000 cho một sản phẩm. Nó hàng 160, 170.
120 từ 100 cho đến tầm 160 một sản phẩm. Em chưa nói là những cái sản phẩm thông thường, chưa nói nào đến bộ vest đâu, chưa nói bộ vest đâu. Đấy mà tại sao đồ hãng nó lại đắt như thế, đấy là nói đến công may thôi nhá, nó còn qua bao nhiêu là xử lý vải, là kiểm duyệt, là thiết kế, là qua rất là nhiều khâu, cho nên là giá thành của đồ hãng nó bị đắt lên là vì như vậy đấy. Nhưng mà bù lại là chúng ta mặc cái quần cái áo vào người con người là nó đẳng cấp hơn hẳn, đúng không? Nhìn nó đã sang hơn rồi, đường nét như nó đâu ra đấy rồi, nhìn cái đồ mà hàng chợ mà so vào thì nhìn chán đời lắm. Em thì chuyện bảo là không có tiền thà mặc đồ cũ chứ không mặc hàng chợ. À, rồi thế nào đấy thì comment nhanh tay cho em là set 808 vòng bò nhá, kèm size, kèm số điện thoại, em đủ size ML, XL. Bây giờ em sẽ lên áo vest cho nhà mình, em xỏ cái quần vẩy nhá. Thực ra là rét rồi mà bây giờ đúng ra thì xỏ như thế nó chưa đúng bộ của nó đâu. Thế nhưng mà cứ nhìn nhầm cho mình nhanh. Màu đen không có XL, chị Phạm Hoài An nhé. Màu đen em chỉ có ML thôi, còn các màu kia có đủ size từ ML đến XL. Xếp vét 808 kèm màu và kèm size cho em nhé các chị ơi. Mình comment cái sản phẩm nào nó phải đúng mã nhé các chị nha, không là nó bị nhầm lẫn đấy ạ. Cái quần vẩy của nhà em nhá, các chị thử ngắm xem có đúng là chân ngắn thành chân dài không nào. Các chị khen cho quá trời luôn ấy, khen trong mét của em quá trời khen ấy. Mà em không nhận là em lười đang feedback không. Tại em không mấy khi check Messenger, nhân viên check, nhân viên thì cứ mải mê công việc cũng chẳng chụp hình lại cho em. Hôm vừa rồi Tết, gần Tết thì mới lại check Messenger mới thấy. Còn bình thường này đấy, thôi cứ mặc đơn giản mình nói thôi đã. Đó, còn vẩy đó, nhìn được cái dáng của nó đi. À, em chạy đến lấy cho chị cái quần ở trên mặt bàn kia để chị dơ gần cho các chị xem. Chun nhá, nhanh lên rồi mặc áo vào chi tiết. Chun nhá, đẹp chưa? Đây chun nhưng mà nó thế này này, cho nên là nhìn nó rất là phẳng phiu, ngon lành, chứ không phải là chun lại nhìn nó không lịch sự. Nhưng mà đây ngon lành luôn, may lét căng, chất vải umi Hàn. Đúng, đó rét quá à. Nhà mình nhá, quần đẹp lắm, SML XL 2XL sướng thế. Có đến 2X nhá, cho nên là các mình ơi nhanh tay đi, nốt đợt này nó không còn hàng nữa đấy. Nhanh tay đi, SML XL 2XL bao nhiêu tiền đấy nhỉ? 139.000 đấy sao ấy, đúng không? Đúng. Có 139.000 thôi, co giãn thoải mái, ngồi lên ngồi xuống, ui mặc sướng dễ lắm, dễ chịu lắm, nó giống như là cái quần legging nhà mình ấy, quần legging ấy, nhưng mà chất của nó sướng lắm, chất umi Hàn sướng cực kỳ. Đó đấy, rất nhiều cách mặc khác nhau. Thôi em thì đang lên vest cho nên là em mặc tạm như thế này và em cũng không thay đồ. Nhưng mà rất nhiều cách mặc khác nhau, như đại khái là mặc cái quần vẩy này là chuyện bảo là dáng, mà chuyện bảo chân ngắn thành chân dài, mà mặc nhìn nó cứ sang sang chảnh chảnh đấy các chị ạ. Comment cho em là quần vẩy, kèm số điện thoại cho em. Yeah, làm ước ơi sao em rét. Đấy, chồng em mới lại cô bé phụ lai này, cô mặc áo phao dày, ở nhà thì áo dày thì sao không kêu rét. Wow, cái này đẹp lắm đấy, của LT hai lớp này. Tắt đi, bật lại.
Giống giống cái V28 đúng không các mình? Giống nhưng mà cái này nó hai lớp, mà cái này là của LT MZ. Z. Vét đây. Đấy cái này để có tiền, cái này để không có tiền đây này. Em nhìn rồi chị. 950k một cái. V29. V29. Màu em đang mặc thì trùng quy được, tôi cứ nhận này. Bừa đi. Nó có ít. Em cứ nhận bừa SMLX. Tuy nhiên có cái là không đủ size đâu. Không biết là màu này không thiếu mất size gì hay màu này thiếu size gì nhưng đại khái là nó có SMLX, mỗi size em nhận khoảng độ chục con thôi. Cho nên là các chế phải nhanh tay nhá. V29 kèm size, kèm màu. Cái này gọi là màu be. Cái này gọi là trắng. À, cái này gọi là ghi đi. Màu ghi đi. Cái máy này là nhà Trần đúng. Sao anh lại thoát ra thế? Mãi không đi được, chờ thoát ra. Anh thoát ra bây giờ anh biết anh đi đến đâu. Kìa. Anh bao giờ anh kéo đến đấy. Xét 808 đâu. 54kg, 1m56. Người nhiều khi người ta comment lại. Dám một laser nhá. Cái này màu be nhá. Cái này màu ghi nhá. B29 chứ các chị ạ. 950k một áo. Chúng ta phải mua với mức giá 230.000. Comment nhanh tay cho em. Xuống nhỉ. Hai lớp phần hỏi. Xuống nhỉ. Rẻ dã man. 230.000. Giá sale có ít. Các bác thông cảm. Ít. Ôm được sale bán rẻ. Bọn đấy. Về gì nhà mình, V55 nhà em vẫn cứ đắt như mà như thường. Cái này ngon bổ rẻ, bác nào nhanh bác có phần. 235k, chị nào lấy comment nhanh tay cho em. V29 be, V29 ghi kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại SMLX. Hết cái nào phải chịu cái đó, chung quy là có thế thôi. Nhưng mà khả năng cái này như không có S thì phải. Đại khái này em không nhớ, nhưng mà có thì sẽ chốt cho có thì sẽ chốt thì đấy đại khái như thế. V58 B, V58 G SMLXL hàng hai lớp của LT bán cho các chị là 300 bao nhiêu? 329 của LT, của LT nhà mình nhanh tay nhá, đẹp lắm đấy. 329.000 set 808 nhá, tay dài. Em không mặc nữa nhá, có ít thôi không mặc nữa. Rồi bây giờ là đến có một con nữa màu này đặc biệt, một chiếc duy nhất màu hồng size L, vẫn là V29 như một con thôi, màu hồng size L shop em hàng hết rồi họ mới sell ấy, mà họ bật đắt lắm các chị ạ, còn có vài con nên họ mới sell thôi. V29 hồng L này em bỏ vào chính. V29 hồng L. Bây giờ em lên cho các chị V58 xong thì em lên cho các chị V55 xong thì em lên cho mấy cái áo nỉ rồi chúng ta nghỉ nhá. V58 này. Quần vải đủ size cho các chị nhá, từ S cho đến 2XL nha các chị nha. Được, chị Lê có gì thì chị inbox trong Messenger nhà em nhá. Nhân viên nhà em sẽ giải quyết cho chị. V58 ạ. Đen bị sót một con sẽ S này. Em đang sợ S này. Còn này này em chỉ còn size X thôi.
con S, một con M ở trên móc áo. Nhiều người hỏi quá mà nhân viên thì em không đi tìm. Sót một con S, một con M trên móc áo. Còn lại là em còn độ khoảng độ chục con size XL nữa, màu đen nhá, V58 nhá. Sale còn 215.000, chứ phải ca ghi lụa. Chế nào lấy nên đơn cho em là V58 đen S M XL. Chỉ còn size XL thôi là chính thôi, còn size S chỉ còn một cái, size M chỉ còn một cái. Chế nào lấy nên đơn nhanh tay cho em là V58 nhá. V58 đen kèm size kèm số điện thoại cho em. Chỉ còn X thôi. Cái này nó nào để hết, toàn hết size nhỏ. V58 màu xanh. Em còn L và XL. Đấy, sỏ size L cái rộng thanh thang mát ngát rồi đấy. V58 xanh nhá, L và XL. Nào lấy comment nhanh tay cho em V58 xanh 215k. 215k V58 xanh L và XL. V58 đỏ cũng còn L và X. Tuy nhiên thì còn 8 con L và độ 2 con XL nữa thôi là hết hàng rồi. Dáng vest blazer đang sỏ không đúng size đấy, em sỏ không đúng size đấy. V58 đỏ L và XL nhá, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Kèm size kèm số điện thoại cho em, rất đẹp. Rất đẹp, rất đẹp. Chỉ nào lấy lên đơn cho em là V58 đỏ kèm size kèm số điện thoại cho em. V58 trắng cũng còn L và X nhá, còn L và XL nhá. Dáng vest blazer thì nó trẻ lắm, các chị lớn tuổi không hợp đâu nhá. Các chị trên độ tầm 50 tuổi là không hợp nữa rồi. Bốn mấy tuổi trở lại thì mình nên tính mua. Các bạn trẻ thì chúng ta mặc những vest, dáng vest blazer như thế này. Thì nữa em sẽ còn vest cổ la nữa, còn vest cổ la nữa thì các chị lớn cũng mặc được nhá. Kiểu vest dáng ngắn thì các chị lớn cũng mặc được. Chế nào lấy thì comment cho em là V58 trắng. Trắng thì em cũng chỉ còn L và X nhá các mình nhá. Cái em đang sỏ là cái size M như cái này bị lỗi, bị bẩn mình treo mẫu ấy, nó bị bẩn nên là không bán nữa. Thế nào lấy comment nhanh tay cho em là V58 trắng LXL kèm size kèm số điện thoại cho em 215.000. Em còn màu cái màu cà phê này chỉ còn sót 23 con gì nữa thôi. Một con L và hai con X nữa là hết hàng. Một cà phê, một cà phê V58, một con L và hai con X nữa. Cái này cũng hết rồi đấy. Chúng ta xong rồi đại đến giống như vest nhà em lần nào cũng thế. Đến lúc hết rồi các chị cứ hỏi, hỏi lấy hỏi để. Vest đẹp quá mà, nhận rồi nhưng hỏi lại hỏi lại hỏi. Đến nơi đâu ra có hàng sale mà. Bình thường chúng ta mua cái này thì đắt cơ, chứ không phải giá như nhà đang bán hơn 200.000 này đâu. Là lấy comment nhanh tay cho em là V58 một cà phê nhá. Cà phê em chỉ còn một con L và hai con XL nữa là hết hàng rồi. Và em xin dơ cả tổng màu nhá. V58 nhá. Xanh này, đen này, đỏ này, trắng này và cà phê. Mã V58 hầu như chỉ còn L và XL duy nhất ạ. Màu đen đang sót một con size M và một con size S. Chế nào lấy thì nhanh tay nhá. Eo 70 mặc size M cho em nhé. À, đỏ hình như cũng sót một con size S ở trên quần vải trên size tầng. Được nhá, chị Mi Thu nhá. Đỏ hình như cũng đỏ hình như sót một con S nữa. Đấy, chúng ta nhá. Ai đấy thì comment nhanh tay cho em là V58 ạ, 215.000. Xanh này, đen, đỏ, trắng, cà phê. Em qua mã này. Thôi em màu này. Thôi đem ra đấy để mọi người chốt, không lại cứ bỏ sót lại. Em lên cái vest của La cho nhà mình nhá. Một chút xíu để các chị lớn các chị cũng có hàng để mua.
nay thì hết mất rồi của Lan. Cái này thì dáng dáng ngắn, dáng vest truyền thống. Có quần tất không? Có. Quần tất có, lúc nào chẳng có. 3D đây. 3D đây. Em đang rét quá này các sếp ơi. Ôi xem là bao nhiêu tiền nào. V200. À đây không, xin lỗi. V404. V58 này. Số lượng này. Anh cứ nhận đi. V404 chỉ có lờ mỹ thôi nhá. Đen S, đen S một con, M một con, đỏ S một con, còn đâu này chỉ có lờ mỹ thôi. V404 ạ, màu xanh than em còn 2 con L. Màu chì em đang mặc còn M và L của La đấy. Hàng của La. Màu chì em đang mặc còn L và L, M và L và màu hồng thì em còn mỗi xanh M thôi. Chúng ta sẽ mua được giá sale ngon bổ rẻ này. Chú ý của em này, V404, chất vải vẫn là chất vải kaki lụa nhá. Vẫn là chất vải kaki lụa. Quần vải là 139.000 nha. Quần vải 139k. V404 này chúng ta sẽ có giá đặc biệt là chỉ có trong line này thôi. Và nó có ít là 1-2 nữa là line này em bán tặng các chế. Cho nên là chúng ta sẽ có giá ngon bổ rẻ. 169k. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em là V404 chì ML, V404 xanh than L, xanh than L độc 2 con. V404 hồng. Ồ, hồng này là khác à? Vẫn của La đây nhưng mà màu hồng này là kiểu khác mất rồi. Hình như cái cho một mã luôn đi nhá. Kiểu nó khác đấy, em thử cái màu hồng đấy cho chị nhìn. Vẫn của La đấy. Vẫn của là gọi luôn về 404 đi rồi nhanh. Hồng còn mỗi M thôi. Mỗi xanh M thôi. Màu hồng này là màu hồng đỗ. Đó, nó lại ngắn hơn một chút xíu và nó hai hàng cúc thế này. Nên chúng ta có thể lùi cúc ra, lùi cúc vào và chúng ta đóng theo ý chúng ta. Ok chưa? Đấy, nó ngắn hơn cái kia một chút xíu, cái màu ghi em vừa sỏ đấy. Ngắn hơn chút xíu và nó hàng cúc ở đây. Chúng ta chật thì chúng ta nồi cúc ra. Chúng ta hơi rộng thì chúng ta lấn cúc vào. Cái kiểu cúc này thì nó dễ là dễ hơn này. Đó, ta nhìn thấy không? Ví dụ như nhà đóng nào sẽ hơi chật. Nhưng mà em cũng chả bao giờ em mặc cái, em không hay mặc cái kiểu. Em sẽ nồi cúc ra ngay thì sẽ, cái này sẽ vừa, nói chung là dễ mặc. Cái này là size M. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là V404 169k màu hồng. Cứ gọi thế nhá. Tại vì nó cùng của nhà La ra, nó còn có tí này nó sale cho mình. Giá niêm yết của họ thì rất là đắt. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là V404 hồng M, kèm số điện thoại cho em nhá. Hồng này hồng đỗ. Có độc chục con thôi. Màu hồng này có 10 con. Màu ghi cũng có 20 con và màu xanh than độc 2 con. Nhưng mà chỉ có mỗi ghi thì chỉ thì có mỗi ML và hồng thì chỉ có mỗi M thôi. Thế nào lấy thì nên đơn cho em là V404 hồng, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Đây, cái chỗ này là cái nếp gập chưa kịp là ra đấy, chẳng là luôn này, cái nếp gập. Thế nào lấy comment nhanh tay cho em nhé. Rồi, bây giờ là cái V55. Em còn hôm vừa rồi gần hôm áp Tết là các bạn em mom về của em mất được một ít. Còn ở nhà thì em chỉ còn sót mấy con nữa thôi. Đấy, chỉ nào lấy thì những cái này em lên là hết cả vest blazer rồi đó. Không còn gì nữa đâu. V55. Còn chút xíu xả tặng cho các chế trong cái line này. Xưa nay em vẫn bán con này là 299k. Và em cũng lại thách thức mọi người là vest này nhà em nó đỉnh, nó đẹp dã man. Em thách thức với mọi người là đem cả hàng tiền độ triệu mấy, 2 triệu đến đây để so mấy vest của em đó. Thế nhưng em khẳng định về cái độ đẹp của nó đến mức độ như thế. Đưa chị em bỏ ra đi. Đẹp như thế mà
Thế nhưng mà bây giờ thì còn ít thôi, em bán tặng nhé. Trong ngày nay đặc biệt này em bán tặng các chị nhé. Em không biết là bom về cái gì rồi. Hôm vừa rồi Nguyệt mới bắt đầu lên làm thì bắt đầu Nguyệt mới bóc, thì nó ra để ra kia, nhưng mà em chưa kịp nhìn xem nó còn sai gì thì thôi em cứ nhận bừa đi, khả năng là chả còn ít đâu. Nhưng mà không còn X nữa rồi, vẫn cứ tuyệt chủng X rồi. Chỉ còn là SML màu chì. Màu chì. Có và có L không? Làm gì ra có và vàng. À, màu vàng thì còn mỗi SM. Em còn mỗi SM, chắc là M chắc là được 2-3 con thôi. Còn đâu là chủ yếu là S thì em sẽ sell cho các bác mã này nhá. Đấy. Ngon bổ rẻ đây này, chanh săn đây này, không săn là không có đâu. Bây giờ giả đắt gấp đôi cũng chẳng có nữa. Giả đắt gấp đôi cũng chẳng có nữa đâu. Đấy. Xịn ơi là xịn luôn. Xịn sướng luôn ấy. Xịn mà lúc mà em lúc nào cũng tự hào về cái vest này nhà em đó. Thế nào lấy comment nhanh tay cho em là V55. Chì V55 vàng kèm size kèm số điện thoại. Màu vàng chỉ còn SM, màu chì thì còn SML. Chế nào đấy nên đơn nhanh tay V55 nhá. Em bán tặng các chế này từ 299 xuống. Tặng nhá, chỉ trong cái like này thôi nhá. Mà không săn nó không có đâu. Còn một, con xin lỗi, còn 265.000. 265.000, nhanh tay nhá. Có ít lắm các chế nhá. V55 vàng, V55 chỉ kèm size kèm số điện thoại cho em. Bây giờ là em lên cho các bác mấy cái áo nỉ xong em xin nghỉ nhá. Nhà thì còn nhiều hàng lắm nhưng mà thôi, em rét lắm rồi mới lại hàng rồi làm mãi chả hết. À đây này, cái gì nhỉ, cái quần này này. Các bác mà lấy mà đi kèm với cái V29 ấy là được chuẩn của nó luôn ấy. Kèm V29 là chuẩn của nó luôn, nhưng mà chỉ có điều là nó không đủ size cho nên là em tách nó ra của nó luôn ấy, của LT và của chất vải của nó luôn, và của nó là bộ của nó luôn, nhưng mà nó không đủ size nên em tách ra. Ai lấy quần thì lấy, ai lấy áo thì lấy. Nhàn thì chuyên môn mặc thế này. Ở nhà thì Nhàn chuyên môn mặc quần legging với áo này. Nỉ này. Nỉ nhung này. Nỉ trong là mặt nhung luôn này. Tuyết nhung lông nông nhung luôn này. Đó. Rồi đây, cái quần này này. Quần của LT này này là đúng quần của cái áo V29 lúc nãy đấy. Nhưng mà nó cũng không, nó lệch không đúng. Cái thì còn ít, cái thì còn nưng tinh nên em sẽ bán rời. Quần thì em bán tặng các chế là 110.000 một quần. Quần của LT giá niêm yết là 399k. Nghĩa là 400.000 đó. Bây giờ chúng ta mua 110.000. Chúng ta ghi hộ em là quần kẻ màu be, quần kẻ màu ghi. Màu ghi này chỉ còn XL thôi. Màu be thì còn S và X. Be thì còn S và X. Ghi thì chỉ còn XL. Còn có mấy con mình lấy. Mà kể cả là không đi với áo vest thì cái quần này mặc cũng rất đẹp. Cái quần này thì nó từng hot lắm luôn, là hot. Nhá nhà mình nhá. Ai lấy thì còn một con M. Màu be có một con M. Mấy con S và mấy con X. Màu ghi thì chỉ còn XL nhá. Ghi hộ em là quần kẻ kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc thì gọi là quần vẩy kèm số điện thoại cho em 110.000 một quần. Còn quần vẩy thì 139.000 một quần. Áo nhà đang mặc thì sẽ gọi là, em giờ em quên bố cả mã rồi. Áo nỉ nâu.
comment cho em là nỉ nâu. Nỉ nâu. Như vì những cái đơn hàng không đi được đây này nên là còn sót độ hơn chục con này. Chị nào đấy thì comment cho em nỉ nâu nhá. Mà cái này vừa trẻ này, vừa lịch sự này, nhưng mà nhớ chốt cho các bạn trẻ. Với các chị lớn về đến hàng rồi lại kêu chị không hợp. Cái này là mặc trẻ nhá. Em nhớ cô chị đòi hoàn của em cái áo len. Chị 50 tuổi rồi, chị mua chốt cái áo len màu xanh ngọc ấy. Áo đấy nó trẻ mà. 50 tuổi về để thấy nó không hợp. Thế mình phải cảm nhận chứ, cảm nhận cái kiểu cách nó có phù hợp với mình hay không chứ. Chào chị mấy. Cho đến hàng đến rồi để hoàn hàng của em. Rồi bao nhiêu người thì tranh với mình không có hàng, mình thì lại để hàng quay đầu. Thành ra là rất là nhiều người không có hàng để giả cho khách khác, em rất là xót ruột. Em mình chú ý hộ em cái này là mang máy tính chất là kiểu cách là rất là trẻ. Chất của nó là chất nỉ nhá, xịn lắm đây này. Xịn lắm luôn này. Nỉ nhung ấy, mặt của nó là nhung nhung, mặt trong ấy, mặt trong là nhung ấy. Xịn lắm. Chị nào đấy thì ghi hộ em là nỉ nâu. Chúng ta sẽ có giá, năm nay thì nó hot trend màu nâu rồi. Giá của em này là bình thường là em bán 250 đấy, 250 đấy. Bây giờ tặng nhau thôi, bán tặng thôi, bán âm giá nhá. Âm giá nhá. Còn 215.000 âm giá. Chị nào đấy thì comment nhanh tay cho em là nỉ nâu kèm số điện thoại cho em. Cái này thì chúng ta miền Bắc này là chúng ta cũng phải mặc độ tầm 2 tháng nữa. Và sang năm chúng ta cũng phải sử dụng nó. Nỉ nâu nhá, kèm số điện thoại cho em. Cái này thì không kén size đâu, chắc là đến tầm 40 cho đến tận 60 cân. Chứ là trên 60 cân thì mặc thì nó sẽ không được đẹp nữa, nhưng mà tầm 40 đến 60 cân đều mặc được. Nỉ nâu nhá, nhà mình nhá. Rồi em sẽ lên cho nhà mình cái này nữa. Không xịn, không lấy tiền, vải của nó xịn lắm. Chứ nó không như là cái hot đi bình thường, mà hot đi là mặt của nó trong của nó là bông ấy. Nó là nỉ bông ấy. Cái nỉ bông đấy là hàng nỉ rẻ tiền. Còn cái nỉ này là hàng toàn là hàng nỉ xịn nhá. Nhà mình nhá. Cái này thì ghi hộ em là nỉ số 4. Nỉ số 4 nhá. 215.000. Nỉ số 4 215k. Nỉ số 4 nhá. Trẻ trung, thoải mái. Chuyện bảo là bụng mỡ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ai biết được. Chúng ta cứ mặc cái quần legging cho em, hoặc là quần Q16 nhà em ấy, hay là quần gấu ấy, quần lót lông gấu ấy. Rồi chứ thề với cả nhà là em quay năm mà em tuyển được ba con quần gấu. Mới lại năm trước em có mấy cái quần mèo của năm trước, mới lại ba con quần gấu, gần như ngày nào em mặc thuế. Ngày nào cũng quần legging nốt lông với áo nỉ các kiểu. Em thì nhiều áo nỉ. Quần vẩy nhà đang mặc đấy. Nào là nỉ đỏ, nào là nỉ màu cam đất, nào là nỉ màu nâu, nào là nỉ màu đen, nào là nỉ màu chì. Cái gì cũng có, lúc nào nhà cũng mặc quần nỉ. Một những cái hôm rét đậm này là lúc nào mặc như quần legging nốt lông với lại các áo nỉ. Còn những cái hôm trời thời tiết nhẹ hơn thì lúc nào cũng bộ thể thao. Rồi chị nào đấy comment nhanh tay cho em là nỉ số 4 215k. Em nói lại về cái quà tặng nhé. Áp dụng khách chia sẻ live stream này. Khách có đơn trong tuần live tối nay này, đơn phải được in ra trong cái giờ của live, của cái trong cái live tối nay, còn in lại sau live stream không tính nữa nhá. Sau live stream không hề tính nữa. Nhà mình nhá, là chúng ta sẽ có quà tặng. Quà tặng thì đầu live stream em có dơ các cái sản phẩm rồi. Áo cốt tông tâm, tay von và tay gen, áo phông,
phông Dior, áo phông dấu quần ấy, dáng thụng dành cho các chị size lớn thì chúng ta lấy cái đấy, còn những bạn dễ mặc hơn ấy, size M, S, ML thì chúng ta lấy một loại mãi không ra. Cái cốt tông tâm ấy, Tevon, Tezen ấy, thì các bạn size nhỏ, ML thì chúng ta lấy sang cái áo áo cốt tông tâm. Thế còn các chị lớn mà size có to ấy, thì chúng ta lấy cái áo phông Dior, phông dấu quần, phông dáng thụng ấy, thì chúng ta mặc thực ra nó dễ mặc lắm. Chúng ta giấu bụng tốt này, hai nữa là nó cái đấy em mới có size to đấy, em phải cố tình em tìm mấy cửa hàng để có quà tặng cho các chế size to size nhỏ đều có đấy. Thế hoặc là các chế có thể lấy quần sóc, chúng ta có thể được lựa chọn một trong những sản phẩm đó, chứ không phải là một người mỗi một vị khách mà được mấy quà tặng thế, mà mỗi một vị khách được lựa chọn một trong những sản phẩm đó, nghĩa là chúng ta một quà tặng thôi. Còn ngoài ra thì hôm nay livestream của em thì em cũng đã không riêng gì tặng vào cái sản phẩm để đi gửi tặng cho các chế đó, mà em còn tặng vào rất là nhiều giá thành cho các cái sản phẩm trong live này rồi, nên là em mong rằng là các chế cũng hoan hỉ chia sẻ cho em theo đúng yêu cầu, để nhân viên nhà em kiểm tra trên tường của chúng ta là sẽ có cái được chia sẻ không riêng gì trên tường, mà kiểm tra trong TikTok là sẽ nhìn thấy là được chia sẻ của chúng ta bao nhiêu lượt trên trang cá nhân, bao nhiêu lượt trên trang trên các hội nhóm, và tổng được chia sẻ của chúng ta là bao nhiêu lượt thì đều được nhìn thấy ở trên TikTok hết. Cho nên là đơn hàng nhà em ngày mai ngày mốt là đi sẽ chậm, có thể đến 3 đến 4 ngày sau mới chốt được đơn hàng xong. Chúng ta chú ý hộ em để nhớ các cái đơn hàng chúng ta, mã hàng chúng ta đặt được, không lại bảo là mấy ngày sau không chốt được đơn hàng là gì. Nó có quà tặng cho nên là chúng ta sẽ phải, nhân viên nhà em sẽ làm chậm hơn bình thường. Hai nữa là đơn hàng cũng nhiều, nó sẽ chậm. Các chế có gì thông cảm đấy, lúc này mặc chia như thế. Chia sẻ nha, Hạnh Kiều Anh và có... Chia sẻ và có đơn trong có cái đơn tối nay. Trong buổi live chia mai. Sẻ live stream và có đơn trong tối nay. Đùa chứ mặc này bị ấm này, bị đủ. Thì mới có quà tặng ạ. Có thời gian để nói chuyện với các chế được, từ lễ giờ rét cứ so hết người lại. Đấy. Cái này là lễ số 1 nhá. Em có nỉ số 4 và số 1 đều là màu ghi, nhưng mà số 1 thì có mũ và số 4 thì không có mũ. Nhưng mà hứa với các chế là lễ xịn. Hàng xịn, hàng hút đi xịn, chứ không phải hàng mà hàng nỉ bông. Hàng nỉ bông mai được gọi luôn ạ. Có lần em xem các chế hơn 100.000 thôi. Đơn nhà em nhiều thì có thể ngày nhưng mai mà cái này là hàng được. Mà bình thường chúng ta phải mua hàng 400-500.000 một cái áo đấy. 400-500.000 một cái áo nếu mà chúng ta đi shop đấy. Chúng ta phải mua hàng 400-500k đấy. Chứ không phải là giá thành em đang bán cho các chế là giá đúng đâu. Giá em đang bán cho các chế là giá được sale lỗ đấy. Sale lỗ, sale gọi là tri ân các chế đấy. Nhá. Giá thành của em như cái em này là toàn 400-500k một con đấy. Hàng nỉ mặt trong của nó là mặt nhung. Và cái này mặt nhung này, cái đầu tiên nỉ nâu mặt nhung này. Còn cái nỉ số 4 ấy là từ mặt bên vải bên ngoài đến mặt vải bên trong nó đã khác biệt hẳn rồi. Nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Cho nên là đó, đây là những hàng nỉ cao cấp, chứ không phải là nỉ hàng thường thường. Thường thường chúng ta vẫn hay mua cái tầm mà online người ta hay bán trăm mấy là hàng dởm ấy. Hàng dởm em không bán. Rồi, cảm ơn các chế đã ủng hộ em nhá. Chú ý hộ em này. Mình có làm những các bước như thế để mình có đơn hàng được có quà tặng nhá. Em này em đã làm nhân viên nhà em rất là sợ những hôm làm đơn quà tặng. Bởi vì các bạn ấy làm sẽ rất là chậm, và các bạn ấy cứ bị những cái chị mà không chia sẻ livestream, không nhìn tới bài chia sẻ vẫn cứ đòi quà, và các bạn cứ suốt ngày phải giải thích, phải phân tích với khách, nên là các bạn ấy sợ em làm chương trình lắm. Em làm chương trình là các bạn ấy rất là sợ. Các bạn bảo là giải quyết mỗi lần làm chương trình, giải quyết các cái đơn hàng nó vất vả lắm cô ơi, cô đừng tặng. Nhân viên thì em bảo em đấy, cô đừng tặng. Mỗi lần giải quyết đơn hàng như thế này khổ lắm. Các chị cứ bảo ta mua thường xuyên nhà mày mới lại, ta suốt ngày ta chia sẻ live stream. Nhưng mà trong cái live này có cái quy định, cho nên là làm nó phải theo quy định, cho nên là cũng không làm thế nào được. Để cho nhân viên làm việc nó dễ dàng hơn. Chứ các chị cứ năn nỉ chúng nó có quyền đâu, đúng không? Nó phải làm theo quy định. Cho nên có gì các chị thông cảm nhá. Rồi, em cảm ơn các chị đã ủng hộ em nha. Chú ý hộ em quần này, con vẩy này. Các bác cố gắng sắm đến ít nhất một đứa về để đi đâu để thể hiện phong cách nhá. Nhìn tây lắm mà hai nữa là cao lắm.
mặc cao người lắm, mặc đẹp lắm mà dễ chịu nữa chứ, có giãn nhiều, may được may phẳng đét, chẳng mấy khi dình được cái hàng đẹp như này. Cái hôm mà em đến đấy ấy, là bạn ấy báo em là có quần vải đẹp như này, em mới bảo để chị ôm hết. Thế hôm sau xuống thì bạn báo số lượng xong bị hụt mất gần 100 con. Thế em bảo sao được thế? Bạn bảo ui giời ơi, em đã bảo cố tình để phần cho chị rồi mà mấy cái chị cùng bán hàng ấy, cùng bán hàng cùng một dãy với nhau ấy, các chị biết, các chị xem đẹp quá thì các chị nào là lấy cho mình, nào là lấy cho người nhà, lấy tặng bạn, thành ra là mỗi bà khuôn hàng chục cái, hơn chục cái này là em giữ không thể giữ được, tại vì cùng bạn hàng với nhau giữ không thể giữ được, nên thôi đành chị thông cảm. Tại vì em thấy số lượng hôm trước báo em là số lượng rất cụ thể rồi, hôm sau xuống nó hụt. Ngay số điện thoại chốt đơn ở đâu nhỉ? Rồi, rồi. Luôn bảo đăng, bảo đăng nhưng mà cứ quên. Tạm con bản là mất thì qua, qua thì nhớ. Quần vẩy. Rồi em cảm ơn cả nhà nhá. Được, quần vẩy 64 cân vẫn vừa. 64 cân có 2x nhá chị Nguyễn Oanh. Nhớ chia sẻ livestream nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em. À, quà tặng em có cả cuốn sóc nha. Nếu các chế không lấy áo, áo phông này, hay là không lấy áo cốt tông tăm này, thì các chế có thể lấy sang sóc nhá. Sóc là sóc của bộ vest Hà Nội đấy chứ không phải không đâu. Đây này, sóc của bộ vest đấy. Đây 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 đây. Chẳng là lợt gì đâu, trong túi em vừa bóc ra lúc tối cho các chị xem đó. Nhưng mà nhớ phải có lúc chia sẻ đấy, bởi vì nhân viên nhà em kiểm tra, nhân viên nhà em chỉ vào tép post thôi là nhìn thấy hết lượt chia sẻ của các chị. Chia sẻ ở đâu? Trang cá nhân hay là hội nhóm, và tổng chỉ người chia sẻ là bao nhiêu là nhìn được hết mà. Đấy, đẹp lắm đấy. Nhà mình nhá. Đó. Thôi thì mình nhanh thì mình có theo ý mình, mà mình chậm thì mình lấy cái gì còn mình đấy. Rồi cảm ơn cả nhà nhá. Chúc mọi người ngủ ngon. Em cảm ơn cả nhà. Đấy bây giờ có cái áo nỉ này mặc ấm ấm này, có nói chuyện được lâu lâu này, không thì cứ đứng thì run mới gì rét. Bye bye cả nhà. Các chị có thể comment đi, nhưng mà miễn là trong cái tối nay nhá, đừng có để đến mai, mai không ăn thua nữa, không có quà tặng nữa đâu nhá. Sóc á, sóc chị làm quà tặng mà. Em mua đơn, mua hàng đi. Em chia sẻ livestream đi là em được kẹo, được lấy quần sóc đấy. Chia sẻ này, có đơn hàng trong cái tối nay này, là được, thích quần sóc là được lấy quần sóc. Còn nếu mà không thích lấy quần sóc thì chúng ta có thể lấy áo áo cốt tông tăm. Nếu áo cốt tông tăm mà không các chị nào size lớn thì ưu tiên nhá, ưu tiên các bác size lớn là sang cái phong. Phong, bởi vì không phải là cái đấy đắt hơn hay rẻ hơn, không phải bàn đến cái chuyện đó. Mà cái vấn đề là cái đó mới bàn được, các chị tặng được các chị size to. Còn đâu còn lại là sóc mí để áo giữ nhiệt, à quên, áo cốt tông tăm á, thì là cái đó các chị to không mặc được. Nên là đành phải có số lượng cái phông ấy, cái phông dấu quần to đùng ấy, thì dành cho các chị size to vậy. Thì các chế size nhỏ thì cố gắng mình lấy sang áo giữ nhiệt, à áo cốt tông tăm hoặc là quần sóc. Để còn các chị size lớn thì mình lấy cái áo phông nhá. Tại vì em đã phải cố tình đi tìm cái gì đó để cho các chị size lớn có quà. Không thì lại bảo là quà toàn cho size nhỏ thế không mặc được. Thế là nhiều chế thì là thôi quà cho mình không mặc được thì mình lấy về mình tặng người thân. Thế nhưng mà nhiều chế thì lại đẹp toàn con trai chẳng hạn. Như em ấy. Tại vì em cũng lớn tuổi đấy, không phải ít tuổi đâu. Nhưng mà nhà toàn con trai mà, đẻ ba thằng con trai. Thành ra là mẹ diện nhất nhà, mẹ thích mặc quẩy thế nào mẹ quẩy. Thế nhưng mà chị gái em chẳng hạn, chị ấy đẻ con gái thì con gái lớn bằng mẹ. Con gái lớn bằng mẹ mà mẹ mặc trẻ quá, nhiều khi là thấy nó mẹ bảo sợ con sợ thế nọ thế kia đấy. Chị phải mặc già già đi, chị phải mặc già già đi để tránh kiểu như mẹ con mặc giống nhau bằng nhau. Nhưng mà nhàn thì tung hoành. Tung hoành. Thế nhưng mà ví dụ đồ của nhàn mà mà năm nay là 139.000 nha Mai Nguyễn. Năm nay em thích mà sang năm em không thích thì vẫn mới tuê mà không thải được cho ai đâu. Tại vì ví dụ tại vì nhà là út, con gái út chứ các chị lớn hơn thì các chị mặc nó đứng hơn, mà cái cách mặc nó đứng hơn. Con thì lại toàn con trai.
Em gái thì không có, đấy buồn cười lắm. Rồi, bye bye cả nhà. Có bán áo mặc trong áo vest không chị? À, áo dây mặc trong áo vest, áo này thì là áo chỉ là cái áo dây này này thì là chỉ là cái áo em mua áo len set đôi thôi. Nhưng áo dây mặc trong áo vest mà mọi lần em mặc mà các chế ngày nào cũng hỏi ấy thì em khất các chế vài ngày nữa nhé, vài ngày nữa. May xong mà em sẽ bán cho các chị giá rẻ nhất có thể. Ok chưa? Rẻ lắm, em không phải lo. Nhưng mà hàng thì xịn lắm, chứ không phải ví dụ như mình mua cái áo bra nó cũng có áo dây nhưng mà nó dài và rất là khó chịu, một cái chất vải của nó áo không được ưng ý. Áo mặc là giá bao nhiêu? 215. Đã bảo sale còn 215 nhưng mà hết rồi, ít lắm, hết rồi. Nó chỉ mỗi mẫu em chỉ sót độ chục con thôi, còn mẫu này có sót đâu 3 con thôi, còn cái mẫu nỉ nâu, mi cái nẫu mẫu kia mỗi mẫu sót độ chục con thôi. Anh in nhiều không đấy? Bye bye các chế nhá. Nỉ số 4 và nỉ nâu là nó độ hơn chục con, còn nỉ này là bị bom. Là này nỉ số 1 bị bom. Chứ còn nỉ số 4 và nỉ kia là hôm chốt sau ấy là gọi điện cho khách là nhiều đơn nó không đi được á. Đi ok đi rồi xong rồi ok rồi mới khách rồi xong tí nữa là các cái kho người ta từ chối thế là nó còn hàng thôi thì quần em lại sell cho các chị. Hả? Nỉ ấm lót lông. À, có Q16 nó là quần legging lót lông. Rồi cứ đặt đi. Thôi em cảm ơn cả nhà nhá. Em xin nghỉ nhá. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người ngủ ngon.